giàu, tôi sẽ không là tôi ngày xưa nữa đâu. Quyết tâm lên nào. Ok, mấy ông anh ơi, cho tôi hỏi, mấy ông anh là ai vậy? Xin trân trọng giới thiệu với bọn em, nhóm anh là hội Tam Chí, anh là Chí Lòng. Tôi là Chí Phổi. Tôi là Chí Vào Trường. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Trời ơi, nghe tên của ba anh, em thèm ăn cháo lòng quá à. Đúng mà em, đợt này hội tụi anh về tính về làng này mở quán cháo lòng đó, em nhớ tới ủng hộ nha. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Yeah, vậy là từ nay chị em của chúng ta để ba quẩy mệt về có tiệm cháo đi ăn rồi. Nhưng mà mấy ông anh ơi, cho em hỏi, mấy ông anh từ đâu tới đây vậy? Mày bị điếc à? Ba thằng tao ra hát mày hỏi từ đâu ra nữa. Tại vì mùi của mấy anh lạ quá cho nên em chưa có like ứng kịp. Like ứng là cái gì? Dạ like là thích, là thích ứng, thích đó anh. À anh hiểu rồi. Ủa mấy anh làm gì vậy? Tao đang thả mặt phẫn nộ đó. Anh kỳ quá, em hỏi mấy anh từ đâu tới rồi mà. Bọn anh mới ở trong ra. Ồ, mấy người này giống chị em mình nè, từ trong trứng chui ra. Mày điên hả? Ai nói mày trong trứng? Vậy là mấy anh trong làng ra đúng không? Không phải. Không phải ai biết rồi, vậy là trong rừng. Không. Cũng không phải luôn, vậy trong đâu? Trong trại giáo dưỡng. Trời ơi chị em ơi, những người trong trại giáo dưỡng ra là những người mà ăn chơi quậy phá, đâm thuê chém mướn. Lúc này đây, chúng ta cần phải bình tĩnh để chống lại, đuổi bọn người xấu này ra khỏi làng. Tiến lên. Anh ơi, em nói cho anh nghe là mấy bạn nữ này là bằng mặt không bằng lòng, không chơi được. Bây giờ cho em vô nhóm đi. Em là ai mà muốn vô nhóm? Dạ, không giấu gì anh. Tên của em biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có. Thôi, em thoại thôi, hạn chế hát lại nha em. Dạ, em biết. Anh hỏi tên nhưng hỏi biệt danh. Nhóm anh là hội Tam Chí, em tên gì? Dạ, em tên Tài. Rồi vô nhóm luôn, Chí Tài. Tên Tài nghe hài quá đi. Từ nay em sẽ được làm Cindy Chí Tài rồi. Thôi được rồi, em tên gì kệ em. Nhưng mà em ở trong làng đúng không? Dạ. Em cho anh hỏi một câu được không? Câu gì anh? Em cho anh hỏi bé Lở của anh bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa anh, nói về chị Lở là một câu chuyện hài hước trên một nền nhạc rất là vui. Từ khi anh ra đi, cái làng Vũ Đại của chúng ta được đổi tên thành làng Vũ Trường. Vũ Trường thì mọc lên như nấm, Vũ Nữ mọc lên như mụn, còn Vũ Hà thì em không biết. Em chỉ biết Vũ Trường nào cũng mở nhạc của Trường Vũ. Còn chị Lỡ thì đã trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Cái gì? Trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Lỡ ơi, vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biên dày, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. Lỡ ơi, anh đến với em đây. Lady and gentlemen, Nguyễn Thị Lỡ in Sóc Sài, Sóc quý vị ơi, hư gốc luôn rồi. Quý vị ơi, quý vị
có muốn lên chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta lên thì sẽ lên. Em sẽ trình bày ca khúc để cho quý vị cùng lên nào. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau dương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình em trót dài. Dạ, dạ kẹo là em để đầy đủ rồi, cắn thoải mái nha. Bên đây kẹo dừa, kẹo bạc hà, kẹo chuối, đồ cắn cho đã. Bên đây kẹo me, kẹo mít, kẹo gì cũng có nha. Đá em để dưới kia nha, đập thoải mái. Đá cục, đá bào, đá bi rồi đó, mình đập thoải mái như quý vị nha. Lên nữa không à? Lên. Dạ, để hòa về cái không khí Bolego ngày hôm nay, em xin trình bày một cái tiết mục cũng na ná Bolego. Một cái tiết mục mà sẽ dễ đi vào lòng người. Và bây giờ tiết mục của em xin phép được bắt đầu. Học máu rồi mà chưa? Quý vị ơi, đã không à? Sao chưa? Trời ơi, sao quán mà đông vắng que vậy? Mọi người ơi, đừng bỏ em mà. Đã có chúng tôi. Ai vậy? Bà con cô bác ơi, cô ai thấy bé lò của tôi đâu không? Làm ơn chỉ dùm tôi với. Anh đã bao đêm âm thầm mong nhớ, mà hứa bên nhau cho hạnh phúc em đẹp. Em đã gây chi bao mối tình ngang trái để tình trùng thuê, nay đành lỡ là thôi. Giúp cô hồn hút cái cây giúp. Tôi không tới đây để giật cô hồn. Ăn xin đúng không? Không phải ăn xin. Chứ ăn gì? Ăn vạ. Mày đem giả tôi cho mày ăn dao. Bà cho tôi ăn dao, tôi cho bà ăn xếp. Mày tông dép cho mẹ ăn chuối. Tôi không ăn nữa. Vậy tao có chữa cho mày vừa nào. Bà thôi đi. Tôi không tới đây để làm cho bà có chữa. Vậy tới đây làm gì? Tôi tới đây để tìm bé Lỡ. Cái gì? Tìm bé Lỡ? Tình cờ thể tôi ra. Ai ai bà Vũ bị hương, kết cuộc bà nấu nồi nào? Em nấu nồi này. Tình cờ anh gặp em lỡ của anh nè. Em lỡ của anh nè. Em đúng là lỡ hả? Anh xin lỗi em. Vì anh đi tù mà để em ở nhà thân gái dặm trường một mình gánh nước, cho nên cơ nó mới to thế này. Không có anh ơi, ở nhà em ăn bột mì đấy, em bị xì nó phù thủng. Em lỡ của anh nè. Lỡ cháo trắng của anh. Cháo trắng mày điên hả? Cái gì lỡ cháo trắng?
Thế em là lỡ gì? Tao lỡ mồm lông móng. Lỡ. Nhưng mà cái tên nó là dĩ dãn rồi. Bây giờ em là lỡ một cung đàn. Lỡ một cung đàn. Phải chẳng dòng đời là dòng dây hoang trái. À nếu gì tình... Rồi, 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 được rồi. Cho chồng chị thoại mấy đứa. Ê, mày đưa tao tới nhà vũ trường hả? Dạ, tới cái vũ trường này đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chị lỡ chỉ là gái bán hoa, anh phải kêu là lỡ bán hoa chứ. Đúng rồi, lỡ của tao bây giờ đã là gái bán hoa. Lỡ bán hoa bây giờ này em đang ở đâu? Em đây. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì thời gian vừa qua anh đã để em ở nhà một mình vất vả. Nhưng mà em à, hôm nay anh đã về với em rồi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ về đây bên nhau. Ta nối lại tình xưa. Chuyện tình nào bao năm qua. Em gối game thành kỷ niệm. Phải nắng còn. Ở đây. Làm gì vậy? Kệ bài đi em, mình về thôi. Đứng lại. Ở đây không phải là cái chợ Bà Chẻo, muốn đi thì đi, muốn ra là ra. Nếu mà muốn ra, hãy bước qua xác của mẹ. Mày muốn đi đúng không? Trả cho tao 800 triệu đây. Cái gì? Con mượn má có 80 triệu mà má. Heo còn đẻ huống gì tiền mày. Trời đất, tao bị mượn tao 80 triệu, bây giờ phải lên 800 triệu chứ, mày trả không? Bà thôi đi, bà quá đáng vừa thôi. Bà chưa biết tôi là ai đúng không? Mày là ai? Tôi là Chí Lòng. Mà hôm nay không chỉ có mình tôi, mà còn cả hội Tam Chí. Đúng, mày có tam chí, tôi có tam tai chơi mày mày. Còn em nữa anh. Đúng rồi, bà có tam tai, tôi có hội tứ chí. Hội tứ chí, đằng đằng sát khí. Nên đi, mày có hội tứ chí, tôi có hội tứ sắc. Sẽ bắt luôn cái hội tứ chí. Giang hồ đâu? Ai vậy phá quán chị ba? Là tao. Là mày. Hồi ra giải quyết vấn đề mà cứ hạ tối ngày cứ. Thôi, tới đây để đánh lộn chứ tới đây đâu phải để. Hey, chúng ta là một hội một thuyền, có muốn chỉ thì hãy chỉ Gia Bảo. Hey. Hey. Quá xàm rồi. Để em. Nghe tao hỏi, mi tên gì mi tên hả? Chi cho tao biết quý danh là gì? Mi tên gì mi tên chi cho tao biết quý danh là chi? Nói. Chí Lòng Lò Gạch. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chí Lòng Lò Gạch. Chí Lòng Lò Gạch. Tại sao cậu lại có cái tên là Chí Lòng Lò Gạch? Bởi vì ngay từ khi sinh ra tôi bị bỏ rơi cái lò gạch nên người ta gọi tôi là Chí Lòng Lò Gạch. Lò gạch nào? Gạch Đồng Tâm. /75 / 3 / 8. Tại sao bà biết? Mẹ nè con. Quay sổ số kiến thiết à? Mẹ làm như vậy để chứng minh cái tình yêu thương của mẹ dành cho con đó. Bây giờ mẹ có nói nhiều con vẫn không tin. Bây giờ mẹ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá khứ. Ngược thời gian trở về quá khứ muốn dây này lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại còn số không. Anh ơi, em đã trốn cha trốn mẹ ra đây đi gặp anh đó. Ừ anh ơi. Anh bớt nói nhiều đi, kém sang vô đây đi anh nha. Nhắc đến thay buồn tình chia ngang đôi đường. Suốt cuộc đời tôi tương lai già lại thôi. Anh ơi, con giống anh quá nè, anh ẵm nó đi. Ôi, con giống em quá, em ẵm đi. Không, cái mặt nó giống anh hơn, anh ẵm nó đi. Cái cằm giống em nè, em ẵm đi. Anh ơi, anh. Trời ơi, con ơi. Cha bỏ hai mẹ con mình rồi.
cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Con cười mẹ biết diễn làm sao đúng không con? Lúc đó mẹ hoảng loạn lắm, mẹ chơi vơi, mẹ như cánh én giữa bầu trời giông bão. Mẹ nhìn trước nhìn sau, ô và mẹ nhìn thấy đằng trước có một cái lò gạch, mẹ liền ẵm con lại đó để cho con đỡ đỡ té nắng. Lúc này con mới con ơi, con nín đi nha con. Bây giờ mẹ sẽ ra trại bò sữa Long Thành mua sữa về cho con nha. Mẹ tung tăng một con điên chạy ra giữa đường quốc lộ. Lúc này bỗng nhiên mẹ không sao. Xe gì đục bà vậy? Xe cà lem. Lúc đó con mới con ơi, con khóc hoài, mẹ chạy mệt lắm con nha. Con ở đây đi, mẹ mua sữa về cho con. Lúc này mẹ mới chạy ra giữa đường quốc lộ thì bỗng nhiên lúc này mẹ có sao thiệt. Xe gì đụng mẹ vậy? Xe lỗ tai, mẹ xe ngồi sướng quá, nằm giữa đường quốc lộ, xe bắt chó lại hút mẹ đi. 3 ngày sau, mẹ chống chọi với bầy cuốn, mẹ mới ra khỏi đó. Và mẹ tìm con thì hỡi ôi, không còn gặp con ở đó nữa. Chuyện là như vậy đó con à. Bà ác lắm. Vì bà bỏ tôi như vậy, tôi mới trở thành một đứa trẻ mồ côi, mới vướng thân vào vòng lao lý và phải đi tù đó. Con ơi, con đừng có trách mẹ. Bởi thời đó phong kiến ghê lắm con à. Nếu mà có chữa quan thì lập tức bị dân làng bỏ lòng heo thả trôi sông, cạo đầu bôi cho trét trấu mẹ. Mẹ khổ lắm, mẹ có nỗi khổ riêng. Mẹ mới định bỏ con vô cái lò gạch, rồi ông chủ lò gạch thấy con, ẵm con và nuôi nắng con. Một ngày chắc chắn con sẽ trở thành ông chủ lò gạch để nối dõi tông đường. Bà bỏ bà cũng phải để ý chứ, đó là một lò gạch bỏ hoang mà. Trời ơi, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như sông suối hiền ngọt ngào. Lời ru em mãi xanh như sao diều vì vu, tiếng ru em đêm chẳng ta soi bóng. Không. Bà không chỉ bỏ tôi mà bây giờ bà còn hãm hại đời người yêu tôi nữa. Là sao mẹ không hiểu? Bà bắt lỡ vô đây để làm gái bán hoa. Đó là trách nhiệm và bổn phận của mẹ mà con. Gái bán hoa tiếp khách làng chơi mà mẹ nói là bổn phận à? Đâu có. Em bán hoa là em bán bông á, bông hồng thật tặng ca sĩ ha. Là em bán thực vật chứ không phải động vật hả? Thế là con hiểu lầm mẹ hả? Hiểu lầm rồi con ơi. Thương con thao thức bao. Mẹ lại. Có nhiều đó nữa cũng chật nữa. Con ơi, bây giờ gương vỡ lại lành, con trai của mẹ, mẹ thương con lắm. Con ơi, bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con. Con gái, qua đây nè. Ngày hôm nay mẹ con chúng ta gặp nhau, chính vì vậy mà mẹ sẽ tác hợp cho con và cô gái này. Hai con đồng ý không nè? Con đồng ý chứ mẹ. Con đồng ý không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Và tại cái ba này sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Trời ơi, tôi lâu quá mới về miền Tây. Tôi nói thiệt, tôi gặp ông Xui mà tôi còn nôn hơn. Anh Xui, anh Xui ơi. À, đang đánh răng.
À mà ngủ chưa vậy? Đã đánh răng ai hả? À ủa răng như đâu hả anh? À, ông anh à, mình có thể dừng cái hành động đó một chút được không? Vô gì? Dạ, lời nói đầu tiên là chào ông anh. Dạ. Tôi đại diện cho đàn trai đến đây rước dâu. Dạ. Và mong ông anh hãy tiến ra cái cửa, mở cửa để chúng tôi có thể bước vào. À dạ, trước khi anh bước ra cái cửa thì xin anh hãy vào trong mình chuẩn bị. Tại vì tụi tôi bên đây là quần áo chỉnh tề hết rồi, còn bên kia vẫn còn căm lè quá. Dạ. À là thế, ý đó tôi chưa chuẩn bị hả? Dạ chuẩn bị. Để xíu chuẩn bị lẹ lắm, nhanh gọn lẹ xong. Không, rồi đó tôi chuẩn bị xong rồi. Ủa chuẩn bị gì vậy? À, ông anh chuẩn bị cho riêng mình à? Đây đây nè, tôi cho nè, chụm ngay, đeo vô. Ê, đó, chụp đeo vô. Cái gì vậy? Ý là mình phải đứng giãn cách ra 2 mét, hiểu không? Cách xa nhau ra. Ủa tại sao vậy? Người ta đã quy định vậy mà. Quy định gì? Đứng cách nhau 2 mét. Cho nên á, là tôi đã báo tin rồi, là cái ngày hôm nay không thể nào rước dâu được. À. Trời ơi, chết tôi rồi, anh nói gì kỳ vậy? Anh không có được. Tôi báo chị rồi mà. Anh báo tôi hồi nào? Chị đừng nói về, nãy tôi gọi cho chị. Hồi sáng ra tôi vừa nghe tin là lúc 6 giờ tôi gọi cho chị mà chị không thèm nói chuyện với tôi. Chị để nhỏ nó nói số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chứ quý khách vừa lòng gọi là sao? Trời ơi. Ủa, nhỏ nó gặp ai nó không nói hai câu đó hả? Đúng rồi. Tôi làm chứng hồi sáng này bà ở trên máy bay, bà để chế độ máy bay, lúc đó tôi đang ói mà. Không ói sao làm chứng được? Thì vừa ói vừa coi chứ ói bằng cái miệng mà, đúng không? Ủa? Nhìn bằng con mắt chứ bộ à. Nhưng mà đi máy bay mắc mớ gì mình tắt điện thoại làm gì? Trời ơi, anh nói chuyện sao được anh? Quy định là mình lên máy bay là mình phải tắt điện thoại đi. Nhưng tôi rất kỹ lưỡng. Tôi gọi chị không được, tôi nhắn tin tôi báo với chị rồi mà. Có nhắn tin hả? Tôi nhắn đàng hoàng tử tế, chị coi lên đi. Mở ra coi. Đây là bây giờ tôi mở máy lên tôi coi nè. Rồi nhắn tin cái gì đâu? Đó. Chị ơi, mình nghỉ nha. Đúng rồi, tôi nhắn á. Ủa nhắn tin gì ngang ngược vậy? Tôi nhắn vậy sao ngang ngược? Nếu ngang ngược là chị ơi Minh Nghi nha là mới ngang ngược. Tôi nhắn có dấu mà ngang ngược đâu. Trời ơi anh mắc cười quá. Tụi tôi đi rước dâu mà tôi anh có phải chịu cái gì đâu mà phải chơi banh đũa mà mình đáp anh gì đâu mà anh kêu không nghỉ là nghỉ. Trời ơi rước dâu mà nhắn gì cho trời lên nghỉ nha, như rủ đi nghỉ dưỡng vậy anh chui. Anh mắc cười quá, tôi học được chữ nào tôi nhắn chữ đó. Từng tuổi này học là học gì? Tôi hồi đó không biết chữ, bây giờ tôi đang học online. Mà ông thầy bữa ông giảng 2 tiếng đồng hồ quên mở cái lo tôi không hiểu bài luôn. Nè nè. Trời. Ông đừng có nói thầy giáo đụng chạm tôi cũng thầy giáo nha. Tôi là thầy giáo dạy thể dục nhịp điệu nha. Cái nào nó có cái quy quyền của cái đó. Vậy anh là 2 2 3 4 là anh đó hả? Đúng rồi, cứ có nhịp là gặp tôi. Hay quá ha. Ờ. Bây giờ tôi nói chị nghe, không phải là tôi làm khó anh chị đâu, mà tại vì mới vừa sáng nay 5 giờ sáng thì tôi mở điện thoại ra tôi coi tin tức và tôi thấy người ta báo là ngày hôm nay 5 giờ sáng là bắt đầu giãn cách. Ai ở đâu là ở yên đó. Ủa anh đọc tin ở đâu vậy? Tôi đọc ở trên mạng á, xã hội tôi nó share đó. Mạng gì? Coi coi mẹ. Để tôi mở lên tôi coi thử coi. Mày làm ơn cho tôi xin cái bát wifi đi. Cắt rồi. Bát là cắt rồi. Cái bát gì mà nghe đau đớn vậy? Không, tôi cắt wifi rồi. Ủa sao vậy? Tại vì bây giờ người ta kêu là giãn cách. Ai ở đâu ở yên đó. Cho nên tôi không có liên lạc với mấy đứa trên mạng luôn. Tôi sợ liên lạc nó sẽ liên lụy. Bây giờ bà tìm cách mà vô mà coi cái tin nó coi thiệt không? Chứ mạng đâu vô. Ai khùng đâu mà tự nhiên mà cái bát wifi này chứ cắt rồi. Anh chị nghĩ đi. Anh chị là đang ở cái vùng có dịch tới đây. Có nghĩa anh chị là F0. Bây giờ anh chị tới đây nếu tôi mở cửa cho anh chị bước vô nhà tôi, anh chị lấy cái tôi với con gái tôi, là tôi với con gái tôi trở thành F1. Hồi sáng mình phải nghe FM. Bây giờ nào ông không mở cửa là ông anh đang ép tôi á. Không, bây giờ mình sống phải theo quy định đi anh ơi. Bà kêu luôn cho tôi, Yến ơi. Yến. Dạ. Yến ơi. Dạ. Ra đây cho má rước về đi con ơi. Sao con ra được, con chưa có rước dâu sao con ra nhìn mặt được. Không sao đâu. Dạ, đâu em. Ra dạ. Nhìn một cái. Ra đi em ơi. Dạ. Con nè, con chào hai bác. Đứng lại, hãy đứng lại. Tao đo đúng khoảng cách 2 mét mới được nói chuyện. Ủa gì vậy Tía? Sao Tía để đàn trai đứng ngoài? Hiện tại là phải cách cho 2 mét. Con ơi con, bây giờ là tới giờ giấc rước dâu rồi mà sao còn mặc quần truyền thống áo ngủ nữa? Thay đi. Ủa đâu có đâu, con bận quần sẵn, con chờ cái áo cưới con ở trong cái quả con mới bận. Ôi chết 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 cái áo này nè. Rồi đây bây giờ nè, áo cưới nè, một cặp nè. Thầy đây này, bây giờ mình dạ. Dạ khó nghe con nghe. Dạ dạ. Để mà con hai ba. Ê sa. Tôi đã giữ được. Bây giờ cái này chưa có khử khuẩn, có ai có cồn không? Có đem nước rửa tay có cồn không? Không biết cái gì nữa. Không có cồn, không có cồn. Chi gì Tía? Bình rượu tao có cồn. Nè, ông làm gì vậy? Bình rượu. Tía ơi, đừng nè, tôi cấm đừng đừng. Trời ơi, trời ơi, má ơi. Tía ơi, ướt mẹp quá rồi, sao con mặc được? Tao đã khử khuẩn cho mày rồi. Trời, không có đám cưới gì hết, mặc cái gì? Sao tự nhiên không đám cưới là sao? Mày không nghe quy định à? Bây giờ ai ở đâu ơi yên đó.
mày mà đi theo mấy người này là mày bị cách ly luôn đó. Anh ơi, tôi nói anh nghe, cái đó là cái ở đâu chứ, là anh phải cập nhật đi. Có thể cái chuyện mà anh nói đó là hồi trước lâu rồi, bây giờ là chưa có cái quy định mới. Tôi đâu có nghe. Đúng rồi. Chị trên máy bay sao chị nghe? Không lẽ chị kêu máy bay nó dầm đầu lại? Trời ơi, nói chuyện mắc cười quá. Máy bay làm như xe đầu rồi. Bữa ta kêu đi xe lửa thì không chịu. Bây giờ dù sao bên gia đình nhà trai của tôi cũng tới đây rồi. Không lẽ mình đi về vậy nó kỳ lắm anh. Thôi bây giờ tụi tôi chịu hết á. Bây giờ miễn sao anh cho hai đứa nhỏ nó có ý kiến đi, tụi nó muốn cưới nhau sao giờ tụi con nói đi. Dạ đúng rồi đó tía. Tao sáng giờ mới nghe nó nói câu đầu tiên luôn á. Nãy giờ nó đứng nó nghiệm mà. Sợ anh. Dạ. Dạ tía ơi, tía gả con liền đi tía. Thôi năn nỉ đi con. Tía ơi. Tía cho tụi con lấy nhau đi tía. Nghe tụi bay nói tao cũng có một chút cảm động. Bây giờ tụi bay muốn lấy nhau đúng không? Dạ. Muốn làm lễ ngay bây giờ đúng không? Đúng rồi. Dạ. Làm cha mà. Đâu có thể nào mà đối xử tệ với các con được đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ nếu làm lễ tại đây, dạ, giữa đất trời thiên địa, anh chỉ có đồng ý không? Dạ, tôi đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Con chưa mượn đồ. Không sao con, cứ làm lễ đi con. Không sao, không sao. Rồi, làm lễ đi nè. Lễ mà. Vậy thì bây giờ chúng ta chuẩn bị làm lễ. Dạ. Ba cầm giúp con. Dạ. Dứt bái thiên địa. Dạ. Nhị bái cao đường. Dạ. Ở nhà ai lấy bái đi con. Ừ. Rồi. Cầm u thê giao bái. Dạ. Vợ chồng quay lưng. Dạ. Quay lưng kìa. Nhà nào về nhà đó. Làm lễ ông bà đã xong. Bây giờ đi về. 21 ngày sau xuống đón dâu. Bây giờ không biết, không có nói nhiều nữa. Bây giờ đã xuống tới đây rồi. Đó giờ tôi ngồi đây luôn nè, tôi chờ đó. Rồi chừng nào anh mở rào rồi tôi vô tôi lấy dâu tôi về. Má ơi nha. Ông anh ơi, bây giờ cho miếng nước uống được không? Khát quá. Uống nước à? Uống nước đi. Tôi cũng không hẹp lượng gì. Vô lấy nước. Dạ. Rồi anh chị uống. Được. Chị chờ chút xíu. Dạ. Tôi sống rất đàng hoàng. Tại uống nước vô cho dễ nói chuyện. Chứ tôi không có khó đâu. Dạ. Dạ nước, nước. Anh chị và cháu cách ra 2 mét. Ở 2 mét. Con bé nó đem nước lại nó để. Đem lại. Dạ. Mày để lại, chạy lên. Chạy lên. Chạy lên. Là sao? Chứ anh chị cứ uống tự nhiên. Rồi tôi bỏ luôn hai cái chung nó cũng được mà. Khử khuẩn. Mình chỉ cần một ly nước để mình giải nhiệt cuộc sống thôi. Uống đi. Mình căng lắm rồi. Không cùng luôn. Không. Rồi vậy đi. Bây giờ các anh chị cứ ngồi đây. Tôi vô nhà tôi nghỉ ngơi. Đi vô nhà mày. Đưa tránh ra cho bà quay nè. Mình nhảy thì mình phải biết lựa hành động chứ. Cứ nhảy cái kiểu mà chăng chăng cha thì có ngày đứng luôn vậy sao. Trời ơi, bị hôm nay là ngày vui của cháu nè. Thành nữ ra là vui quá, vui trong bụng. Dạ. Bây giờ tập trung đông đủ hết rồi đó ha. Dạ. Bác về mừng quá, nãy giờ đợi bác về dẫn vô nhà. Rồi biết rồi, nhưng mà nói nghe nè. Nhớ nha, follow cái TikTok của bác. Ủa, có luôn hả? Có luôn hả? Trời ơi, TikTok của bác là triệu view đó. Nick gì? Cái tên gì để nói để biết nè. Công chúa lắc chắc có cái sắc sai sai. Ồ, sai. Thôi đi vô. Dừng ta lại. Má đi đâu vậy? Má đi đâu? Giờ này má mới về. Má đi bới cái đầu. Trời ơi, má đi bới cái đầu từ 3 giờ sáng tới giờ đó hả? Má đi bới cái đầu, má không biết tin gì đã xuất hiện à. Không có rước dâu nữa. Sao không rước dâu? Bây giờ mấy người đó là F0. Người ta lấy má, bây giờ má đã thành F1 rồi. Hồi lúc 3 giờ sáng má đi. Đúng rồi. Lúc đó chúng ta vẫn còn quy định đúng là rước dâu. Đó. Nhưng 5 giờ sáng con đã đọc một cái tin tức mới rồi. Người ta nói là bắt đầu bây giờ ai ở đâu ở yên đó. Chúng ta phải sống theo quy định. Đúng ra là má phải ở yên ngoài tiệm bắt tóc 21 ngày sau má mới được về. Trời đất ơi sao được con. Trời đất ơi, vậy mà không chịu gọi điện thoại kêu tôi về. Gọi má có nghe đâu. Má lo má quay TikTok rồi má bấm tắt không à. Không, nó nghe nè, năn nỉ cho má vô đi con. Không vô được. Không, má dữ lắm rồi. Má bị gì đó. Má chịu hết nổi rồi đó. Bây giờ má quay ngược ra cái chỗ mà hất tóc đó. Má kêu người ta cho má đi. Trời đất ơi, 3 cây số tao đi bộ ra ngoài đó là tràn vào đi. Không được đâu. Bây giờ má vô nhà là lấy tụi con hết. Trời ơi khổ quá. Chưa kể bây giờ con hỏi má một câu thôi. Bây giờ hôm nay là đàn gái mình đãi trước đúng không? Bây giờ đám cưới mà đãi như vậy, khách nào mà đi?
Bây giờ ai ở đâu ở yên đó rồi, đâu có khách nào tới dự đám cưới nữa đâu, đãi cho lỗ hả? Ờ đúng rồi, nó đúng, nhiều khi vô ngồi ăn đám cưới cái bàn xa quá, gấp 2 mét đâu có được, đúng không? 2 mét mà. Rồi bây giờ nhà hàng thiết kế cái đũa dài đi, mình gấp được con tôm, rồi từ con tôm mình đưa trở về mình trên đường đi, liệu tôm nó có rớt không? Nó rớt thì không trò. Chị nói sai, chị hứng con tôm với điều kiện là đãi tôm càng chị mới hứng được. Gia đình tôi đãi tôm khô làm sao chị hứng? Trời ơi mà đãi tôm khô. Chứ bây giờ lỗ cho nên mình đãi tôm khô là được rồi. Nghe để bác, không cho vô thì thôi. Đúng rồi má. Rồi được rồi, không vậy cho đi. Tôi rút vô thì thôi. Vậy đi. Đi lẹ lẹ đi. Tiếu, bà nội đi đâu với bên đàn trai? Họ đã đi rồi. Sao được Tiếu, con cưới chồng mà chứ phải bà nội đâu mà bây giờ. Tiếu không, mà bây giờ mình dí theo là còn kịp, không có lên máy bay là còn kịp. 21 ngày sau, rồi tính, nghe chưa? Không được Tiếu, Tiếu làm gì lỡ duyên cũng hết rồi Tiếu. Nghe lời Tiếu đi con, bà Tiếu thằng trai đi lẹ quá vậy. Mới đây thôi mà không thấy tắm hơi một người nào hết. Ôi, thấy họ đi mà lòng mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà phải sống theo quy định thôi. Cho nên... má dẫn mấy người này đi cửa sau vô à? Tao đó. Trời ơi, má làm như vậy là má hại con hại cháu má rồi. Được. Tôi không thể nào đứng chung với mấy người được. Đi ra khỏi nhà thôi. Không. Nhất quyết không đi à? Không. Tôi sẽ đi. Hay quá. Để đi. Bây giờ làm bác lễ. Bác định luôn. Làm lễ luôn. Rồi. Bây giờ tôi có đi. Đi. Má. Đi lên. Dạ. Làm lễ rồi tôi sao? Thôi đứng ngoài đó chơi đi ly nước cam sai lớn. Trời ơi nắng quá trời vậy. Vậy là bà nội chấp nhận hai cháu rồi nghe. Mấy người để tôi đứng ngoài nắng mà mấy người uống như vậy. Mấy người đang cấm tôi. Người ta cấm tụ tập. Mấy người tụ tập như vậy. Được rồi. Tôi đi báo chính quyền. Hút mấy người về cách ly hết. Báo chính quyền là bị hốt tao luôn hả? Hốt má đầu tiên. Tôi nói cho má nghe, 5 giờ sáng nay người ta đăng lên là có cái quy định mới, là đúng 5 giờ sáng nay là giãn cách. Ai ở đâu ở yên đó, không cho tụ tập. Má biết chưa? Tin nào đăng? Tôi đọc ở trên mạng xã hội. Mấy đứa bạn tôi nó share cho tôi coi. Tao nói cho mày biết nha, mày coi ba cái tin không có rõ ràng, tin nóng, tin hot gì của bay hả? Nè, mày coi tin không rõ ràng nhưng mà tao là tao coi tin chính thống nè. Đây tin chính thống đàng hoàng, không cho tụ tập. Thấy chưa? Quá 30 người. Đông lắm, đàn trai qua đông lắm, quá 30 người kìa. Đó, ông nãy giờ ông thấy ồn không nè, tôi cẳng để tôi đếm cho ông luôn đây. 2 nè, 4 nè, 6 nè, đàn trai 3 đứa nữa là 9 hết. Tại sao đi đóng dâu mà có 9 người vậy? Ủa, cái tụi tôi đi máy bay mà đi đông quá tiền đâu trả tiền vé. Nhưng mà má đưa tôi mượn cái điện thoại. Mày, đó, mày coi đi. Tôi thấy cái tin má rồi. Nhưng tôi phải bấm vào cái tin của tôi coi. Tôi đã tìm thấy cái tin của tôi coi nè. Đó, người ta đăng rõ ràng nè. Bắt đầu giãn cách từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Năm bây giờ là năm bấy nhiêu? 2021. Hay quá, hay không? Tôi lỡ lộn có một năm chứ bao nhiêu. Số hay quá, mày lộn có một năm mày để cho cả nhà người ta phơi nắng. Ông anh ơi, tôi nói anh nghe là tụi tôi đi xuống khu vực này là tụi tôi có khai báo y tế đàng hoàng, tụi tôi mới vô đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà giãn cách là nó còn tùy vô khu vực chứ không phải là chỗ nào cũng làm. Khi nào mà ở từng địa phương mà nhận được cái tin báo chính xác của địa phương gửi xuống á thì mình mới áp dụng. Đúng. Vậy là con đọc nhầm tin cũ hả má? Cái gì? Bởi vì cái số tận là đúng rồi thiệt. Vậy à, mình đâu có giãn cách hả? Không. Vậy cho vô nhà ngắm cưới ấy. Không. Ai ở đâu ở yên đó. Năm 2023. Ngay lúc này chào đón lên sân khấu top 5 vô cùng xuất sắc của chúng tôi, xin mời. Ngay lúc này đây sẽ là lúc vô cùng hồi hộp. Hai thí sinh được tôi déo tên lên sẽ là top 2 chung cuộc. Tôi xin déo tên đầu tiên. Chúc mừng thí sinh. Làm gì vậy bé? Dạ em lấy đà để em phóng lên top. Nhiều khi phóng là mình phải ngã 3-4 lần mình mới phóng lên được đó bé. Vâng, tôi xin déo tên thí sinh Kim Đà. One slot for tonight. Còn duy nhất một chỗ ạ. Tôi xin được gọi tên thí sinh Tất Diệu Hà. Tôi
tôi sẽ phỏng vấn thí sinh Kim Đào. Cảm xúc của bạn như thế nào khi tôi sướng tên bạn lên? Dạ em rất là sướng anh. Trời ơi, cảm ơn một cái màn mở vô cùng trừu tượng của em. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng hỏi cảm xúc của thí sinh Tất Diệu Hằng. Em xin trả lời câu hỏi của anh. Cũng như thi sĩ Hồ Xuân Hương đã có câu: thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tai kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Dạ hết. Là cảm nghĩ cho em. Dạ, tại vì mẹ của em có dặn á, khi đi thi, ai có hỏi bất kỳ câu nào, cứ trả lời bốn câu đó, người ta sẽ nhìn nhận mình là người có học thức đó anh. Ồ, vâng thưa quý vị thân mến, ngoài tìm ra những nhan sắc vượt bậc mừng không? Thì ở bên trong và cái hãy chọn tưởng gớm. Để hai chị em mình vô được. Không, mấy đứa kia nó dở quá. Mình xuất sắc nhất thế này. Vâng thưa quý vị, và để tìm ra những cái nét đẹp đó thì chúng tôi phải có những... không chỉ một cái thái độ ở trên sân khấu mà cái thái độ ở ngoài đời, cái thái độ đó nó phải như thế nào chứ không phải nói lúc người khác đang nói. Tôi chỉ kêu em, tôi kêu nó chuyển chữ cho bộ. Ủa bộ kêu nói là nói hả? Ủa thì người ta lịch sự trả lời thôi chứ chị. Mình thi tiếp được chưa? Dạ được. Vâng thưa quý vị, để tìm ra những cái phẩm chất bên trong đó, nó chính là cái lý do mà chúng tôi sáng tạo ra một căn phòng mang tên U Là Trời. Nét đẹp tiềm ẩn đây rồi. Ở trong căn phòng này thì chúng tôi sẽ đào sâu để xem ứng biến của các thí sinh của chúng tôi khi bước vào trong căn phòng này như thế nào. Hai thí sinh nào muốn đi trước ạ? Dạ em ạ. Kìa em. Ơ kìa em quên mất. Dạ em mời chị đi trước. Không, chị định nói là em bự hơn thì em đi trước đi. Nhưng mà chị già hơn em, chị đi trước đi. Em không được đẹp thì em đi trước chứ. Chị lùn hơn em thì chị đi trước đi. Em bệnh án nhiều hơn chị thì em đi trước đi cưng. Chị nói hay quá, chị không có tiền đóng tiền hụi. Con này này là cái người tràn hụi cho chị. Nguyên cái xóm bị giật hết, một mình chị không bị giật. Sao chị không cảm ơn tôi đi? Ủa là em đóng tiền hụi cho chị đó hả? Chứ ai? Ôi cảm ơn em nha. Thôi đừng có giận nữa. Dù gì thì hai chị em mình vẫn là tỷ muội tớ. Hai tỷ muội ơi. Dạ. Mình phân được ai đi trước chưa? Dạ, dạ rồi. Anh xin thông báo là hai đứa đi bằng nhau. Bởi vì chúng tôi có tới hai căn phòng lận thưa quý vị. Đây chính là căn phòng đầu tiên. Còn căn phòng của thí sinh Kim Đào. Dạ. Em đâm thẳng qua bên đường có quán hủ tiếu mực. Em hỏi chú bán hủ tiếu mực là em thi ở đâu chú sẽ dẫn ra. Dạ, cảm ơn anh. Rất hiệu hàng. Anh hy vọng là em có thể đạt được đến ngôi vị cao nhất. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn cho căn phòng U Là Trời nét đẹp tiềm ẩn đây rồi. U Là Trời, con gái của ba đây rồi. Dạ, dạ ba. Khoan, tháo cái đôi cà khéo ra. Rồi. Kiểu này là về quê này mình phải mang mấy cái này thoải mái để mình còn phụ công chuyện nhà được đúng không ba? Đúng rồi. Ôi, ba ơi, con nhớ ba lắm luôn á ba. Ừ, ba cũng nhớ con lắm. Dạ. Tội nghiệp con gái tôi đi thi lo lắng không ăn uống gì. À, dạ. Ốm nhơm ốm nhách hà. U Là Trời, cái tướng vậy mà không chịu ốm. Ai mà nói chuyện duyên dáng dữ vậy ba? Bà con trong xóm mình đó con. À, à trong xóm. Qua cảm ơn họ đi. Cái lúc con đi thi đó, họ qua đây nè, ủng hộ xong rồi nhắn tin bình chọn cho con nữa. Có luôn hả ba? Có. Ờ à, vậy thôi có sẵn anh chị em đông đủ đây rồi. Con cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian nhắn tin bình chọn cho con. Gái gái lại đây chị hỏi nè, có chồng con gì chưa? À, dạ. Hỏi khùng quá vậy, ai đâu mà cưới. Con gái tôi mới về mà, từ từ thôi, tội nghiệp đó. Bình tĩnh con ơi, bây giờ mình là hoa khôi rồi. Hoa khôi là không có buồn. Ai buồn á? Chứ con đâu có buồn. Cô chú chị đánh giá không chịu đi khám phá. Những người mặc như con vô cùng là đáng giá. Đừng có vội phán xét, hoa hậu này sáng giá. Còn cô chú nào mà không có thích á, vui lòng mà tránh ra. Chú cũng đừng có lo, đời con nhiều sóng gió. Sao? Sống thì mình phải chất, có gì mà đắn đo. Tự do thoải mái khi được là chính mình à. Nhìn kỹ cũng mặn mà, con dễ thương dễ mến, lúc nào cũng vui tươi. Con nói chú nghe, ngồi cười người ta khác gì con đời ơi.
chưa? Nói nghe quen với cái thằng nào mà giàu dữ lắm. Thằng đó nó cho tiền làm cái bàn tiệc bữa nay nè. Ôi vậy hả? Rồi sẵn tay á, mua luôn cái danh hiệu của này nè. Ôi vậy là vô miệng mua. Không dạ. Con Thi á là bằng thực lực của con. Không có ai mà có tiền chống lưng cho con hết á. Đúng không ba? Không. Có ai chống lưng, cuốn đi mấy ngày nay rồi. Ủa sao lúc này con thấy con có giá gì ta? Ba cũng bất ngờ nhưng mà là thiệt. Không đâu ba ơi, con khẳng định với ba nha. Con Thi là bằng thực lực. Em. Cút! Làm gì vậy? Cái chuyện bình thường không được hả? Em ơi, tụi mình là người yêu của nhau mà. Đúng em đó. Mà chú ơi. Ủa ba, người yêu của con thiệt đó hả ba? Mày quen người yêu mày mà mày không nhớ. Quen nhau 5 năm rồi. Ủa 5 năm rồi hả ba? Dạ. Anh ơi. Đến đây với anh. Em. Nhờ cái không khí vui vẻ của gia đình ngày hôm nay á, anh thật sự là anh muốn hỏi một chuyện. Chừng nào anh tính từ mặt ba em? Ủa anh ơi, mình đang vui mà sao tự nhiên từ mặt ba em? Chuyện này mình bàn rồi mà sao em giống như là không biết gì hết trơn vậy? Mình bàn sao anh? Cái chuyện mà ba em chơi bời gây nợ đó. À ha, thì thiếu nợ mà. Ai mà không thiếu đúng không? Thì đâu có mức mà ba em mà thiếu nợ rồi phải từ mặt ba em vậy. Mà em có biết ba em thiếu nhiêu tiền không? Dạ nhiêu? 4 tỷ! Ba chơi cái gì đúng không? Ba... Hay là ba làm cái gì mà 4 tỷ hả ba? Muốn cái gì qua đây hỏi tao nè. Ba của mày mượn tiền tao cá độ đá banh. Hả? Đánh bài đánh bạc. Hả? Rượu chè gái gu. Là những thứ mà ổng không có chơi. Vậy chứ nói làm chi vậy? Vậy ba tôi thiếu 4 tỷ làm cái gì? Ổng chơi bắn cá. Ba, trời, ba muốn bắn cá bao nhiêu bà hỏi đi, con mua cá gì cho ba bắn. Ba bắn cá nhà hàng xóm rồi chi tới bắn nó 4 tỷ dữ vậy? Ba không có bắn cá bên ngoài, ba bắn cá trong cái máy á. Chính vì vậy mình đã bàn với nhau có hai phương án cho chuyện này, em nhớ chưa? Phương án thứ nhất, em sẽ giữ được danh hiệu Hoa Khôi và có anh Hoàng Khôi đứng ra trả nợ, nhưng mà em phải cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với ba em. Phương án thứ hai, em có ba và một số nợ 4 tỷ. Em nói anh nghe thử coi giờ em làm gì ra 4 tỷ. Cứu ba đi con ơi, ba hết cách rồi. Ba xin con có hàng ơi. Có gì đâu, con dơm dễ tính mà. Ai cũng biết sẽ lựa như thế nào. Em chỉ cần đưa ra một quyết định thu thôi là đi xong. Đá 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 đá. Tôi đã có quyết định của mình rồi. Ba, con cảm ơn ba vì đã yêu thương con và hãnh diện. Dù con là một đứa con gái mập mạp, đen đúa, một người phụ nữ có thân hình quá khổ như con, chưa bao giờ sự cố gắng của con được tất cả mọi người công nhận, và chưa bao giờ có một người nào yêu thương con đúng nghĩa. Vậy nên khó khăn lắm con mới bước qua khỏi rào cản mặc cảm để con tìm tới cuộc thi. Và khó khăn nhất là có một người đàn ông chịu chấp nhận con. Em cảm ơn anh vì đã yêu thương em, vì những điều anh làm cho em. Nhưng em xin trả lại hết. Em đang giỡn hay là em ngu thiệt vậy? Khúc này ai cũng biết phải lựa gì mà. Dễ tính quá mà. Hoa Khôi thì có nhiều lắm, nhưng mà ba thì chỉ có một thôi. Con sẽ ở lại với ba. Bà cảm ơn con. Theo dõi cái phần thi của em á, tôi cảm thấy rất là cảm động. Cảm ơn tất cả mọi người đã phù hỗ trợ phần thi này. Ngay lúc này xin mời quay trở lại sân khấu thí sinh Kim Đào và Nét Đẹp Tiềm Ẩn năm 2023. Xin chúc mừng thí sinh Kim Đào vì bạn đã là người đầu tiên được nắm tay tân hoa hậu Tất Diệu Hà. Mảng miếng hai của chúng tôi. Xin mời tân hoa khôi của chúng ta bước đi những bước đầu tiên với danh hiệu Nét Đẹp Tiềm Ẩn. Tôi xin gửi thông điệp tới những người phụ nữ có ngoại hình giống như tôi. Tôi làm được. Tất cả mọi người cũng sẽ làm được. Trời ơi, bà hôm nay hữu duyên quá bà ơi. Một bé em rơi hoàng hoàng
kinh lạy sáng phương đất, bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cừ. Dạ, con xin bà phù hộ cho con buôn may bán đất dương tâm quốc tế. Cạnh bà đi rồi anh cúng cho em ăn luôn ha. Anh đừng có thách em nha. Anh dám thách là em dám làm á. Bà ơi, con xin phép bà. Trời ơi, đời, con xin phép bà cũng giật vậy bà ơi. Dạ con xin lỗi quá. Trời ơi, thương quá. Bà ơi, bà linh thiêng, bà hiển linh rồi bà ơi. Anh ơi, đồ cúng em chuẩn bị xong rồi. Làm gì lâu thế? Đi ra cúng và ra mắt bà thôi. Anh ra đây. Chắc hẳn các bạn đã nghĩ em bao đạt, nhưng thực chất em đang bán tao. Mày làm gì đấy? Quay. Quay gì? Heo quay. Vậy hả? Cảm giác sao? Ê, tao edit cho mày đó. Quay thì có edit chứ. Chuẩn bị đồ cúng đến đâu rồi? Đây, em chuẩn bị nguyên một con heo quay cũng mà. Vậy thì chúng ta vào cúng bà cô thôi. Ôi bà ơi. Bà không vui, chắc chắn bà không vui. À, anh hiểu rồi. Nhưng mà em đã hiểu đâu. Đang cúng bà đi đâu đây? Ui dồi. Đỡ nha. Đúng rồi anh ạ. Con khấn lạy trước bà, ngày hôm nay con xin bà phù hộ độ trì cho anh em bọn con buôn bán thật là hót vãi ạ. Con mong bà phù hộ cho anh em bọn con bán được thật nhiều dao. Em thấy bà mỉm cười rồi đấy anh ạ. Anh là anh thấy bà cô đồng ý rồi đấy. Vậy thì bà bán hàng thôi. Ê mọi người ơi, kính thưa quý vị, trên tay em đang cầm một siêu phẩm, đó chính là dạo kéo nhà mình đậm tình quê lúa. Cô chúc mừng các bác quan sát kỹ giúp em với ạ. Đây ạ, những con dao được làm bằng chất liệu 100% từ nhíp xe, 100% từ vỏ cánh máy bay, 100% từ ngầu tàu ngầm Titanic. Cứ bình tĩnh anh ạ. Nhưng mà anh quảng cáo dao có thật không đấy? Anh nói chú em nghe này. Có được cảnh chúc là con trai buôn bán thật thà dễ thương. Ồ, đương nhiên là thật rồi em. Chưa hết, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đố chú em, đố tất cả các bác đi khắp thế gian mua được con dao nào tốt như con dao này. Dao nhà mình còn bảo hành 100%. Các bác quý vị cứ xài đi, xài thoải mái đi. Không, tìm em bán cho con khác. Ok chưa? Quá wow, ok luôn. Đây nhá, ngày hôm nay em lên cho anh em, lên cho các bác một siêu phẩm. Em đang bán với cái giá limit là 9 triệu. Bỏ qua cái giá limit đấy, ngày hôm nay em bán lỗ vốn cho anh em luôn với cái giá là bao nhiêu? Bán lỗ vốn với cái giá là bao nhiêu? Bán lỗ vốn với cái giá là bao nhiêu? 9.000. Quá tuyệt vời, lần này rụt rắc rồi. Không sao tất cả mọi người ơi, một con dao chỉ với giá 9.000 đồng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bỏ ngay vào giỏ hàng phá. Mua! Bỏ ngay vào giỏ hàng phá. Mua! Bỏ ngay vào giỏ hàng phá. Mua! Quá đặc cấp luôn. Có ai không mua dao giúp chúng em với ạ? À? Có ai không? Ơi. Có em đây. Lục nha, dao rất lục. Tại sao vậy? Tại sao bán dao mà để dao lục vậy hả? Tôi phải bán dao như vậy mới có cơ hội gặp mấy người hàng ngày chứ. Nè, nói cho mấy người nghe, tôi ấy, là tôi nhớ mấy người lắm á, đi ra đây. Nhớ tôi không? Biết rồi mà còn hỏi. Thôi, bây giờ về nhà riêng với anh nha. Đi.
của anh ơi. Em ra đây. Giúp anh. Giúp anh hả? Ừ. Khóa vào. Xong. Xong rồi em của anh ơi. Mở cửa đi. Hôm nay cái khóa này là bấm vào đấy chứ không có chìa khóa đâu. Là sao em ơi? Cứu anh đi em ơi. Cứu hả? Cứu đi em ơi. Bố làng nước ơi, có ai không? Cứu anh thôi, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Có ai không ạ? Có ai? Bà ơi, có lại bà Hiển Linh, bà phù hộ cho anh con thoát ra khỏi được cái chuồng ấy đi bà ơi. Có lại bà, có ai không cứu anh tôi đi ạ? À? Ai kêu cứu đó? Có máy cưa đây. Em đi lại đây. Em đi theo thằng bán dao đó làm cái gì? Tại vì nhà tôi bán thớt. Nhưng mà nhà anh bán cưa. Nhà anh giàu hơn nó mà. Này cưa, anh có thấy cái cưa nằm đặt trên cái thớt chưa hả? Chỉ có dao, dao nó mới đặt trên thớt mà thôi. Em chưa thấy thì hôm nay anh để cho em thấy. Em phải là vợ anh. Nói cho anh nghe một lần nữa, anh không hề có tài cái gì cả. Gì? Không có tài à? Đúng. Thằng kia, ra đây. Tao thi chính. Sao? Tao phải phân tài cao thấp như mày. Mày muốn phân làm sao? Thi văn thơ. Lục bát, thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, ngữ văn lớp 1, ngữ văn lớp 2. Ngữ văn lớp 11, ngữ văn lớp 12, ai đã đặt tên cho dòng sông, tắt đèn ngôn tất tú, bước qua đèo ngang, bóng xế làm, chiều là chi em làm quân. Muốn thi cái gì? Wow! Gì ghê lắm! Sao? Nói ý rồi, mình vô chuyên ngành mình đi. Là sao? Nhà tao ba đời bán máy cưa, nhà mày thì ba đời bán dao. Nếu mà ai hạ được cái cây đó xuống trước thì người đó thắng. Anh Nguyễn sẽ làm tất cả vì em. Nguyễn làm lô lệ cho em. Nguyễn yêu em suốt cuộc đời. Chơi. Anh ta là một trạch thủ đó. Được rồi em. Mày mệt chưa? Bây giờ tới lượt tao. Em thấy chưa? Có cái việc đơn giản như vậy mà nó làm không xong thì nó lo cho em làm sao? Em đi theo anh đi. Bất cứ thứ gì em muốn đều có. Tiền nhanh, nhà nhanh, xe nhanh. Em thích nhanh mà đúng không? Anh ơi dừng lại đi, đừng như vậy mà. Buông cơ thể anh ta. Thầy đó. Đất anh cũng làm. Anh sẽ làm tất cả vì em. Mày nói đúng. Đúng là nhà mày giàu, mày mạnh, cưa mày bén hơn tao. Nhưng mày có làm được điều này không? Hả? Những điều nhỏ nhặt như vậy, mày có làm được cho cô ấy không? Tao nói cho mày nghe, không bao giờ mày làm được điều đấy đâu. Cái cưa của mày không bao giờ làm được đâu. Có điên không? Bây giờ ai lấy cưa cạo trên mày bao giờ chưa? Tao có thể mua cho cái được cái máy cạo râu mà. Không những có thể tỉa chân mày mà còn có thể lia ria mép nữa kìa. Sai. Mày sai toàn tập rồi. Tại sao tao không mua cái đấy cho cô ấy? Tao mua được dao cạo râu cho cô ấy mà. Nhưng mà những điều nhỏ nhặt này cô ấy muốn này, tao vẫn làm hàng ngày cho cô ấy. Mặc dù lần nào làm cũng chảy máu. Hả? Ngay cả hôm nay cũng như vậy. Giáng liền em. Khi mày yêu một người ấy thì mày phải quan tâm đến cảm xúc cho người ta. Yêu hết lòng thì dễ lắm, nhưng mà yêu đúng cách thì khó lắm. Yêu người ta thì phải biết quan tâm đến người ta thì mày mới có được người ta, mày hiểu chưa? Mày nên từ bỏ đi, đừng cố chấp nữa. Mày phải để cô ấy cho tao. Tao không cần biết, cô ấy phải là của tao. Quên đi cho tao. Bà ơi. Ôi bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, cảm ơn bà. Bà ơi, con xin lỗi bà. Bà lên nữa rồi bà ơi. Bà tha rồi. Đến ngay cả bà còn chứng cho bọn tao thì mày cố chấp làm cái gì? Mày chờ tao. Từ ngày hôm nay em sẽ là vợ của anh. Là tên đẹp, Mèo mới là tên chính. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn. Lúc nhỏ tôi cứ tưởng Sài Gòn chỉ gói gọn trong vài con hẻm nhỏ, cây bùng binh hay cái chợ gần nhà.
Nhưng khi tôi lớn lên, tôi biết rằng Sài Gòn nó cũng đang lớn dần theo tôi. Nó rộng lớn đến mức mà người Sài Gòn như tôi vẫn thường xuyên bị lạc lối. Nó rộng lớn đến nỗi hôm hổm, hôm ấy mưa răng răng trên phố và tôi lạc. Tôi lạc và lạc và tôi vô tình lạc vào con sớm nhỏ đầy tình người. Và cái tình cha mát như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Và các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi lại hát bài tình cha. Vì cái bài tình cha để nó mang đậm bản sắc trữ tình nhạc bolero. Và câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị nghe ngay sau đây được mang tên Tình Bolero. Đêm nay vắng tanh, sao hát mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo người, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh, lại lôi qua buông lối quanh, gặp về đường đê tối tăm, gặp ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bụi ngôn, ngày mềm tiếng hát ngân nga. Như lời mẹ hèn râu thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm buồn. Đời gì không, tình thương không, yêu thương té răng, té răng, té răng, lẫm hàm răng. Ai là giọng hát của ai? Trên chợ tất cả mọi người, tất cả mọi người tưởng tôi là một người đàn ông đua xe hả? Thiệt ra tôi chỉ là một người phụ nữ thôi, tôi là một bà già thôi à. Trời ơi, bà nội là bà nội. Ai mày? Tao nói rồi nghe mày, mày không được kêu tao là bà nội. Chị... mà mày phải kêu tao với một cái danh hiệu mà bà con trong xóm giềng đặt cho tao. Là cái gì? Nữ hoàng nội y. Trời đất ơi. Rồi, nữ hoàng nội tôi qua đây ngồi giùm tôi đi nè. Trời ơi, trời trời, mệt quá trời mệt, đi chạy xe giờ đuối quá mày ơi. Trời ơi, mệt lắm hả má? Ồ, đuối quá. Rồi, làm đây. Miếng bia chơi. Trời ơi. Trời ơi. Mạnh mẽ vậy. Trời ơi, rồi thôi. Rồi nữ hoàng nội tôi nay chạy xe làm sao? Nói chung là đi chạy sáng giờ á. Nói chung vẫn ế như mọi ngày. Cho nên tao quyết định tao chuyển qua tao làm shipper. À, đi giao hàng á hả? Shipper mấy cái micro á. Để cho người ta hát mà nó có cái loa phát ra luôn đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Đó. Rồi giao được không? Nói chung hôm nay giao 2 cây bể 1 cây đền 1 cây. Trời ơi, rồi sao? Rồi tiền đâu đền ta? Thì lấy cái tiền đi shipper đền đó. Trời đất ơi, rồi chạy làm chi vậy trời? Thật ra làm cho vui thôi chứ quyết đoán cuối năm tao lỗ mà. Trời ơi, má ơi, con nói má rồi. Dạ thì kiếm nghề khác làm đi, chạy xe ôm chứ cho nó cực vậy. Không có được. Sao vậy? Tao phải làm cái nghề này là bởi vì từ khi tao bén duyên với cái ngành vận tải á, hồi xưa tao không có chạy xe như vậy. Mà hồi xưa tao đi chở nước đá. Đâu đó bị bắt cũng vài lần. Sao vậy? Tại không có bản số. Trời ơi. Rồi tao mới dùng tất cả các mối quan hệ tao có được, tao đi chạy ra được cái bản số. Sau đó tao đi chở ga. Trời ơi, rồi chở được không? Từ sáng tới tối chở được 1 bình. Sao xui vậy nội? Bị bình ga nó nặng hơn tao. Rồi tao mới quyết định bỏ nghề chở ga, bán chiếc xe không có bản số đó. Tao mới qua tao mua chiếc xe 3 bánh. Để tao chở xà bần. Trời ơi. Nhưng mà bà con trong xóm nhìn vô tưởng xà bần đang chở tao không. Quyết định bán luôn chiếc xe đó luôn, quay về mua chiếc xe không bản số, chạy shipper tới giờ. Trời đất ơi. Bởi vậy, tụi bay thấy không? Để có được một cái thành công sụp sệ như ngày hôm nay là tao đã trải qua con đường rất là chông gai rồi đó. Hay quá má ơi, uống cái nè. Cho uống đây nè. Muốn hả vậy? Trời ơi. Thôi vậy. Phải nghe nè. Vậy. Hôm nay á, đi giao Migo. Thì tự nhiên vui ngang rồi. Vui lắm. Vậy chứ thật ra tao đang rất là buồn á. Thôi mày. Buồn cái đờm đờm. Bởi vậy đâu phải chủ đề bolero là lợi dụng âm nhạc hả mày?
Không phải, con có một nét nhạc để cho má dễ kể chuyện đó mà. Đờn còn đờn nhét. Tưởng tao không biết hả? Hôm nay á, tao mua cái cây miro này. Dạ. Tao tặng cho cháu tao. À. Cháu tao làm tô mì á. Dạ. Hôm nay nó đi thi chương trình solo cùng Bolero. Rồi. Hôm nay là đêm chung kết nè. Rồi. Để nếu như á mà nó đoạt giải hôm nay á, thì cái cây miro này là hành trang để nó đi vào con đường nghệ thuật. Nếu như mà nó rớt á, dạ, thì cây miro này hành trang nó đi bán kẹo kéo. Hả? Trời ơi trời, tính xa vậy luôn á. Vậy đi, cho có nghề. Đây nè, mới mua cây miro nè. Đẹp quá vậy. Trời. Đây nè, mày test mi giùm tao đi. Vô. Vùng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây trên má em đây. Đẹp tựa như lá me bay đến tình anh cho thầy. Ghê quá mày. Mày hát về tao rồi tao cười chứ mày làm gì mày nói ghê. Cái má của má sể trơn kìa. Thôi mày đừng có hát bài này, tao không thích bài này đâu. Bây giờ mày mở một cái bài nhạc gì đó ca ngợi sắc đẹp tao lên coi. Rồi rồi, ca ngợi sắc đẹp luôn rồi. Hey. Hey. Ai kìa, trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Bung nút tao rồi. Trời ơi, à, vậy chứ. Không hát bài này đâu. Bài này không hợp lứa tuổi tao. Lứa tuổi của tao là phải hát bài mà người con gái đứng ngang ngang vành nón lá. Cho mượn cái nón lá coi bà thím. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng người sao lưu luyến quá. Hẹn lại một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Nội nội nội, nội hát xong chưa nội? Hát xong rồi. Cho con mượn cái nón đi bán đi nội. Vậy thôi đó hả? Ừ. Làm mặt 2 tiếng hồ xuất hiện chỉ được 2 phút đi nội ơi. Buồn số phận quá. Ai còn đi lộn không? Con đi lộn nè. Con đi lộn nè, đi lộn. Thân hình thì thật là tràn trề mà xuất hiện thật là ngắn ngủi ha. À. Bình thường thôi con. Ý rằng là canh giờ này ba hát mày đi ngang cho giật cái nón gì đó. Mà mới hát cái chiếc nón lá mà bị giật nón rồi đó con. Chứ hát cái áo là bắt chiếc áo bà. Chạy đi con, con chạy đi. Rồi xong bà chạy tét cái áo bà luôn rồi. Trời ơi. Gì vậy? Cái gì nữa vậy? Gì vậy? Nội nội mới hát gì nội? Chiếc áo bà ba. Con cho nội mượn nè. Thôi được rồi đi. Ừ đi. Trời ơi. Trời ơi trời à. Trời ơi tôi nhớ cái sớm đâu phải sớm lò heo đâu trời. Trời ơi. Thôi hát hoài bài này mệt quá mày ơi. Thôi ngồi xuống đây nghỉ đi, hát hò hoài nên... À mà cũng vui. Gì vui hoài. Sáng ra tao đang rất là buồn. Tao đang buồn dữ lắm á. Trời. Mày biết là tại sao không? Tại sao? Tại vì cái ngành nghề xe ôm tao đang bị ảnh hưởng rất lớn. Không biết có một thế lực đen tối nào đó đã đang muốn giành khách với tao. Tao đang rất buồn. À. Nhưng mà tao vẫn còn một người khách hàng thân thiết cuối cùng. Một cái người đi xe ôm tao 20 năm rồi mà tao sắp cấp cho một cái thẻ kêu bằng thẻ membership. Gì? Gì? Mày không có đi siêu thị hả? Thẻ thành viên đó. Nói chuyện là biết cái mặt không có đi siêu thị, cái mặt mày chợ quá hả? Mất cười quá ai mà biết đâu. Chợ chồm hổm luôn đó thấy không? Bực bội ha. Bây giờ cái người khách cuối cùng của tao là ai? Là ông Bảy. Đi làm nghe. Rồi tôi chạy cẩn thận đi. Lên xe nè. Đi nè. Tôi không đi xe ôm của bà đâu. Tôi đi xe online rẻ hơn bà 5.000. Vậy là tao mất luôn người khách cuối cùng rồi đó. Ờ. Trời ơi. Vậy tự nhiên cười. Thật ra tao đang rất là buồn. Buồn không phải ở đây, là vì ổng mất khách của tao. Tao buồn là bởi vì thằng cha này phản bội. Phản bội gì, người ta thương bà nội 20 năm tại bà nội không chịu với bộ. Thì đó. Tao đã tính rồi. Tại thằng cha này không biết kiên nhẫn. Tao đến vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của tao. Khi tao thổi ngọn nến cuối cùng tao đồng ý lấy ổng đó. Trời ơi, thổi xong rồi hai người chung vô hòm nằm hả? Mày im đi, mày ăn nói có duyên. Bởi mày yêu thầm con tao rồi hồi nó còn nhỏ. Bây giờ nó lớn lên nó lấy vợ nó đẻ con. Nó chết luôn rồi mà mày vẫn không đến được với nó hả? Cười gì mà cười. Má, sao má giặt áo cho người xem lưng vậy? Thôi mày nín đi, để tao hát tiếp coi. À, buồn quá. Ân tình tựa đầy phai phôi, chỉ còn lại dư âm thôi. Người ta bỏ đi à, thật đau à. Người đã quên đi
biển cho bà nội đi ơi. Ơi, vô nước biển. Trời ơi. Nước biển đi. Xa nhau thật rồi. Bà nghỉ luôn đi, nghỉ đi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Sao vậy? Ôi à. Má đấy, hát một cái tông, không có cái tông nào vô cái tông nào, con muốn tông vô vách luôn á má. Vậy thôi khỏi hát nữa đi. Ừ, nghĩ đi, đừng hát. Để dành mi cho con mi nó về nó hát đi. Đúng trời rồi. Ơi. Hay gà. Ông ơi, ông đặt xe cho áo đúng không? Đúng rồi. Dạ, con mời ông lên xe. Mày bước xuống xe. Ê, dạ. Ê. Gì vậy? Bước xuống cạch tại đâu với tao nè. Trời 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 trời, trời, muốn có hại tao không chặn tay đâu vậy trời. Tụi bay xuất ra. Ok. Có chuyện gì vậy bà? Tụi bay sắp vô. Sao vậy? Nó bự quá. Trời ơi. Không phải tao sợ nó bự đâu. Thật ra tao đánh lộn, tao sợ cô đơn. Trời ơi, bà nội đánh lộn, cạch tay đôi mà sợ cô đơn. Không, tao cạch tay đôi, tao quy định bên phe tao phải 5 người đổ lên á. Dạ. À, thôi nghe. Bà, có gì vậy bà? Sao? Má, dạ. Tại sao mày muốn vợ tao? Hả? Thôi, 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 thôi. Mày vô. Bà, mày đánh mày vô. Bà, mình tới lên bà. Nước biển, nước biển. Trời ơi. Nói xỉu vậy là con đứa. Nước biển, nước biển bây giờ đi nè. Đó. Thôi nghe trời ơi, bà ơi, bình tĩnh lại đi hả? Tại sao một tuần lễ này mày giành khách với tao? Tao không còn một người khách nào hết. Ông Bảy là người khách cuối cùng mà cũng giành luôn là sao? Không có, chắc là bà hiểu lầm con rồi. Mọi người hãy ngồi xuống ghế đi nghe con nói nè. Cuộc sống này ai cũng lo cơm áo gạo tiền. Bà chạy xe ôm, con cũng chạy xe ôm online. Bà cần tiền, con cũng cần tiền. Bà nuôi gia đình, con cũng nuôi gia đình mà bà. Con cũng cực khổ lắm bà ơi. Bà chạy tư nhân thì còn đỡ, con chạy cho công ty cuối tháng còn phải trả phần trăm nữa đó bà. Nhưng mà được cái an toàn, tại vì con được tập huấn một lớp là xử lý tình huống xấu khi chở khách. Rồi con biết người khách nó như thế nào, rồi đi đâu đến đâu và về đâu nữa đó bà. Con đang cố gắng có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, công bằng, dân chủ, dân minh, và góp phần xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Nào, chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó. Xí cho tao hỏi thăm coi. Dạ. Thằng này ở đâu ra sao nó nói chuyện sặc mùi phường khóm vậy? Dạ, con là tuyên truyền viên xuất sắc của khóm 3 phường 7. Ai mày? Dạ. Tự nhiên đi tuyên truyền mà mở nhạc bóng đá vậy mày? Mở cho không khí. Tao lao không à. Thôi mà nó nói vậy tao thấy cũng phải đó. Dạ. Cảm ơn lời nói của chú ba tổ trưởng. Dạ. Tôi đồng ý đi nghĩa vụ quân sự á. Dạ. Cái vậy tôi chỉ đi nghĩa vụ quân sự tụi bay. Ôi trời ơi, xe ôm. Đi. Tao chưa nói mà mày nhảy vô hoài à. Tao đang nói là cái đó nó nói tao cái gì? Nó làm cái gì? Dạ, xin tôi đi nghĩa vụ quân sự. Tao tưởng tao nói thuyết phục tao đi nghĩa vụ quân sự. Trời ơi. Làm loạn à. Dạ dạ. Xe ôm nè. Con là xe ôm. Tao biết rồi. Dạ. Mày khéo đúng không? Dạ. Bà ơi, bà. Trời ơi, nói tới mày vậy. Khéo đúng không? Dạ dạ. Tao xin lỗi mày. Dạ. Tại vì đánh bà nắm quá. Bà thấy mày giành khách với bà. Bà mới đổ cái bô lên 2 triệu mà bây giờ không có khách đi. Dạ. Buồn quá trời buồn trong lòng. Dạ. Hay ra thiệt tình bây giờ thôi. Giờ dạ. Hiểu được con cũng hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thôi mày khách mày cứ chở đi. Dạ dạ. Nói chung là tao đói tao vẫn đói. Vậy đi. Tao vui là được rồi. Thôi chú ba tổ trưởng về phường làm việc đi nha. Dạ. Con thấy mọi người ở đây vui vẻ quá. Cho con ở đây lại chia sẻ vài điều nhé. Ở đây chơi hả? Dạ. Ngồi chơi, ngồi chơi. Dạ, dạ, dạ. Sớm vui vẻ lắm. Dạ, dạ, dạ. Nói chơi, ngồi đây chơi chứ. Cái dạ. Chiếc xe để không, phải không? Dạ. Mượn chìa khóa đi. Dạ, dạ. Tự chạy luôn đi cha. Dạ. Nhớ đổ xăng cho nhỏ. Dạ. Chú chạy xe cẩn thận à. Dạ. Rồi. Ây cha. Rồi vô cái nè. Chết rồi mày. Dạ. Cái gì vậy? Tới giờ rồi. Giờ gì? Solo cùng Bolero. Anh tới giờ trực tiếp hả? Tố mi nó thi đó. Bây giờ coi bằng cái gì? Coi bằng TV. TV mày đâu? Sao nè? Nằm xuống coi. Ủa? Cái này cười xuống Việt Gia Bảo kìa, tao thích lắm á. Bắt qua đi, bắt qua đi. Thôi coi Gia Bảo đi, tao thích. Lát về mua đĩa coi sao. Bye bye anh Gia Bảo coi sao nghe. Qua Tố mi nè. Qua cháu tao đó mày. Đẹp quá. Cái đầm đẹp không? Dạ đẹp. Cái đầm đó tao dẫn nó đi mua chợ Sói Kình Lâm á. Dạ. Ra nói chịu hai, tao chạy 120 tao bán hai cái luôn á. Trời ơi dễ được. Dạ. Ồ quá sao mà coi được, kiếm lặng với má. Thôi coi TV này mỏi quá mày ơi. Nó vậy? Tắt đi. Dạ, sao vậy? TV này coi mỏi lưng quá. Tắt đi. Coi TV của tao nè. Có TV luôn. Tao mới mua cái TV hay lắm. Chờ tao chút xíu nha. Ờ. Dạ vậy.
Được rồi. Ai muốn xem tivi? Trời ơi, hãy đến nhà của tôi. Đây, đẹp không? Đây là cái tivi thông minh á mà chồng tôi để lại cho tôi từ năm 1920 á. Trời ơi, năm 1920 tới giờ mà bà kêu thông minh đó. Thông minh ở cái chỗ là 9 giờ tối muốn coi thì 3 giờ chiều phải tra tấn đánh đập hành hạ nó đau quá nó mới hát cho coi. À, à rồi hiểu rồi. Hay lắm đó. Ừ. Cái tivi này hôm bữa trước á, tôi đang coi đá banh. Vậy mà cầu thủ chạy đằng trước mà cái trái banh chạy đằng sau đó. Rồi sao vậy? Nó bị lỗi cục màu. À. Cái tôi mới nhờ hay lắm, tivi trực tuyến mà. À. Tôi mới nhảy vô trong cái màn hình, tôi lấy trái banh tôi để trên trước cho cầu thủ đá tiếp á. Ồ hay quá. Mát. Nói cho nghe nè, bữa vừa rồi tôi coi trận đá banh nữa. Rồi. Trời ơi, thủ môn á, tự nhiên không biết sao bị trọng tài cho thẻ đỏ thủ môn đội nhà. Tôi tức quá tôi nhảy vô, tôi giật cái thẻ đỏ tôi xé tôi đi ra luôn đó. Hay chính dữ mà. Dạ, dạ. Bây giờ á, còn coi thời sự. Trời ơi, nãy giờ con My nó hát. À, coi My hát hả? Dạ, coi My. Bật TV coi My hát nha. Rồi. Con My à. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá em ơi. Người đi đi ngoài phố. Cái son nó hơi bị lem. Nắng tắt bên sân. Người đi đi à, ngoài phố. Hay quá em ơi. Người đi ngoài phố. Người đi ngoài pháo đó. Bỡ ngỡ bờ vơ. Người đi đi ngoài phố. Mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng của người yêu xưa. Còn đâu có đâu. Tình duyên vốn lỡ rồi. Hay quá em ơi. Ơi. Và xin chúc mừng ca sĩ Tú My đã trở thành á quân của chương trình solo cùng Bolero. Hay quá. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi, con được á quân rồi trời ơi. Chạy chạy vô vô cái chị ơi. Hay quá con ơi. Đi về mừng với sớm lạnh con ơi. Trời ơi, Tú My về kìa. Đi rồi. Sớm lạnh mình mừng không? Dạ rồi. My ơi. Dạ nè. My ơi, mai về phường anh hát cái My. Dạ nè. My. Bây giờ cháu tao là ngôi sao rồi. Xin ra. Trời ơi, đừng có đập giải mày thôi. Tụi bay muốn lại gần cháu tao phải để tao ra coi tụi bay có bơm trong người không có đó. Dạ. À phải xếp hàng không phải mà. Xếp hàng vô xếp. Mày đi ngang sao? Ủa con lụng con đứng trước đúng rồi. Tao xét từ mập đó ốm. Trời ơi. Con ốm nhất bà nội. Mày vẫn chưa phải là người ốm nhất. Xích vô. Ra đây tôi xét cái chị ơi. Rồi sáng sao mà chị vô TV tiếp đi. Mèo mèo. Gâu gâu. Xách TV vô trưa luôn đi ha. Dạ vâng. Cảm ơn nhiều nha. Dạ vâng. Chớ mày. Dạ dạ. Qua hết giờ. Ai thế con chưa thấy con mày ở chờ vậy. À còn mày nữa hả? Cứ còn con đi sao lưng. Quay qua tao xét nè. Ê bom. Bom. Cái gì vậy? Bom nổ. Ở đâu? Trong người mày đó. Này hả? Ừ. Bảy bụng phải bơm bụng. Trời đất. Bụng. Ủa có bầu xong đẻ để chi cái bụng kêu dữ vậy? Cái này là mở tự nhiên chứ không phải bầu nhân tạo. Để đâu ra lại. Cây của máy bị hư kìa. Sao nó kêu thế gây vậy? Bị hư rồi. Để đâu ra lại cái. Ra lại. Bơm. Lớn. Chưa làm gì hết. Chưa hả? Chưa. Cây đâu hư hả? Bị hư rồi. Sao kỳ vậy? My đưa bà nói ra thước á My. Cứ rồi. Sao kỳ vậy ta? Để đâu ra trao thước coi. Chúc mừng con. Ủa vậy con sắp có chú hả bà nội? Ủa nói vậy con trai sao? Dạ không phải. Chuông điện thoại của con reo. Trời ơi. Thằng ông có nội như này. Dạ dạ. Alo. Dạ hôm nay em nghỉ ngày. Dạ em bận tuyên truyền mấy cô bác phường kế bên nè. Cho mượn nói chuyện chút xíu à. Mượn dạ. Nói chuyện khách chút xíu à. Dạ. Alo, tôi là bà nội của Tommy Solo cùng Bolero nè. Mốt đi xem ủng hộ tôi đứng ủng hộ này nha. Xe tôi mới đổ bộ lên 2 triệu đẹp lắm. Vậy nha, gọi điện thoại cho tôi nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ê, bà nói bà không đi mày nữa đâu, từ ngày sau mày ế rồi đó. Mất một người khách luôn. Con, dạ. Mày được vô gặp rồi. Dạ cảm ơn má. Hết giờ thăm nuôi luôn. Dạ. Giao lưu với bà nội nè con, kể tôi nó đi. Ê dạ. Cha, chúc mừng con gái nha. Thành công rồi.
Vậy bà nội cũng mừng, lo lắng cho con mấy chục năm nay mày thành công tao mừng quá hà. Con cảm ơn nội. Nội ơi, hôm nay con có một tin vui báo cho nội nha. Tin vui gì nữa, nói nội nghe coi. Dạ, con cảm ơn nội từ nhỏ giờ đã lo lắng chăm sóc cho con. Ừ. Nhưng mà kể từ bây giờ nội là sẽ có một người thay thế nội lo lắng cho con, đầu tư cho con phát triển sự nghiệp. Được quá vậy con. Nói dạ. Về cái người đó ai để nội cảm ơn người ta nè. Dạ mẹ con. Mẹ con là sao? Dạ mẹ con á. Mẹ con là sao kìa? Dạ thưa má con mới về. Hả? Má của con Tô Mì. Dạ. Con dâu của má nè má. Má Tô Mì hả? Thì ra mít tú nữ đây sao? Mày lên đây mày. Tào lao không à. Mày đó. Mày mới giống trái mít nhất đó. À, dạ. Đó. Đi vô trái mít đụng rồi thấy không? Bực bội à. Dạ má. Con. Má khỏe không? Không. Tại sao mày bỏ, mày bỏ cha con đó mày đi 20 năm trời. Mày đi đâu mà bây giờ mày về mày nhận con hả? Tao không tin mày là má của nó. Má ơi, làm sao mà má không tin được đi nè. Dạ nè. Con là con dâu của má mà. Má coi nè, tuy là con xa xứ nhưng lúc nào á con cũng giữ bên mình cái tấm hình của ba con Mi. Má coi nè má. Con mượn cái nha. Nội. Đúng rồi, y chang tấm hình của bà nội hay đem trong người luôn á. Bà nội cùng lúc nhìn hai tấm hình coi. Ý mà nó trâu lé hả? Không phải, ý là hai làm tấm... sao cùng lúc tao coi được hai tấm hình mày? Con mắt tao tẹt làm hai hả? Mày cũng nghiệt ngã lắm. Không, nói... Im đi, để tao coi. Hai tấm đúng là một rồi. Nhưng mà tao vẫn không chấp nhận. Đi đi. Má. Nội. Con xa mẹ con nhỏ giờ mình để rồi để cho mẹ con đoàn tụ rồi. Con ở phương trời xứ lạ. Nhưng lúc nào con cũng nhớ về gia đình, nhớ về quê hương của mình mà má. Con ngó về cuối trời, tay ôm khi bận tình yêu đã yêu lâu rồi. Giờ con xót lại tấm hình riêng giữ mà thôi. Hình hài này giết lần con cũng bởi lời thề non hẹn. Thôi cô đừng nhắc con trai tôi làm gì. Má. Trò như không biết hãy tìm quên đi. Má ơi. Từ khi cô lỡ cất bước ra đây, lòng con tôi đau xót giây phút không ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ta ra lên ta lên tan thành thành than. Về con sớm tôi má mà về má. Sớm tôi rồi cạch với tôi hả? Tôi có vũ đoàn hỗ trợ thấy không? Con xin lỗi má mà. Xin lỗi cái gì? Hát mà chơi bắt trong cao cho người ta hát không được mà xin lỗi cái gì? Con xin lỗi mà má ơi. Ngày xưa vì hoàn cảnh gia đình con bắt ép con đi đến nước ngoài cùng với gia đình khi mà con bé Mi nó còn nhỏ. Con đâu có biết gì đâu, con cố gắng liên lạc gì đây mà không có cách nào liên lạc được. Mà cũng may á, nhờ bé Mi nó thi chương trình solo cùng Bolero. Rồi á, con thấy cái phóng sự trên TV, con thấy cái mặt của má chào bà trên đó, con mới nhận ra gia đình mình đó má à. Má ơi, kỳ này con về á, con xin phép má cho con được thăm má là trước nhất. Sau đó cho con dẫn bé Mi đi ra nước ngoài để chăm sóc cho nó nha má. Cái gì? Dạ. Bắt con Mi đi hả? Dạ. Trời ơi, bà con trong xóm này phụ với tao nuôi nó xưa giờ. Giờ đâu bắt nó đi. Dạ. Trời ơi, mấy bọn người ơi, đòi bắt Mi đi kìa mọi người ơi. Đuổi nó đi giùm tôi đi mọi người, đuổi giùm tôi đi. Má. Đi. Sao không ai nói tiếng nào hết vậy? Hả, để tự tôi làm. Đi. Tha cho mẹ con đi mà nội. Nguyên cái sớm này đuổi đi rồi đó, đi. Má. Má ơi, con nói cho má nghe nè. Mẹ con người ta là mẹ con ruột. Thì về nhận nhau rồi cho con Mi nó đi với má nó đi má. Tao nhận nó, tao bỏ mày đó. Nó khóc nó lâu chịu đâu thấy không? Không, con đồng ý cho mẹ con nó đoàn tụ. Hả? Mày có mẹ nuôi được rồi. Con hai mẹ được mà nội. Mày muốn có hai mẹ hả? Dạ. Vậy thì mày sẽ mất đi bà nội. Má. Mày về rồi tao đi. Má. Nội. Má ơi, nếu như mà con về đây con làm buồn lòng má, xin phép con không dám nữa. Mi à, mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng bỏ con. Thưa má, con đi. Mẹ.
Con xa mẹ từ nhỏ đến giờ. Mẹ đừng bỏ con thêm lần nữa được không mẹ? Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, con người ta khó có thể biết được là chúng ta đang bỏ đi hay đang chạy trốn. Chân bước đi nhưng mà lòng nặng trĩu. Dù gì thì cũng biết bao nhiêu kỷ niệm, làm sao có thể... Chị, tôi già nó lại rứng rồi mỏi không chị? Dạ vâng, làm sao có thể dứt áo ra đi một lần nữa trước áp lực gia đình. Dạ, tôi mỏi lắm chị, nói lẹ lẹ không tôi cái. Dạ bác mỏi thì bác đi vô đi. À tôi vô. Dạ, trước áp lực gia đình, người con gái đành gói ghém hết tất cả những kỷ niệm đông đầy hạnh phúc và xin trả lại thời gian. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Mỗi việc tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lẹt nét suy tư. Bao năm thầm kín cho thương ta áo tim, những đêm khuya lạnh nghe trái sầu rỗ vào tim. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về gánh nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ gì, cuộc đời từ đây bao giờ mới được tan 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 tan. Mẹ đi mẹ ơi. Chào mình em đi mẹ ơi. Và trong cái ngữ cảnh như thế này thì dù đúng dù sai thì nỗi đau còn lại vẫn đè nặng trên đôi vai của người con gái. Và bao nhiêu năm xa cách cũng biết bao nhiêu điều để nói với người mẹ vừa gặp lại đã vội ra đi. Mẹ đi, con ở lại, ráng ở lại mà chăm sóc nội con như ông Mi. Bố con mà. Mắt trần lúc sinh ra đời, bóng hình trước tim con nhìn là mẹ dòng. Con đã nói như vậy rồi, mẹ không thể nào ở lại được nữa. Nội. Má. Nội. Má thấy vậy tội không? Má đừng có chia rẽ mẹ con nó được không? Mày á. Bà ơi, bà đừng làm như vậy mà. Đừng có làm bi buồn nội ơi. Bà đưa mày phản kèo tao ha. Mèo ơi, đứng về phía tôi đi mèo.
Gì tự nhiên cái tự nhiên ra vui ngang vậy? Tao đang rất là vui. Gì vậy má? Tao vui là bởi vì á, tao giả bộ vậy thôi. Chứ mẹ con nó gặp nhau mà chia rẽ ai đỡ chia rẽ mẫu tử thâm tình phải không? Thật hả nội? Thôi trời vậy thôi chứ nó được vậy phải mừng cho nó. Dạ. Bây giờ má nó có tiền lo nó đi nước ngoài đầu tư nó thành ca sĩ. Chứ dạ, bây giờ bà nội đâu có tiền chạy xe đâu có được bao nhiêu nữa đâu. Dạ. Nội à, cho con đi với má con. Dạ. Cho nó vui vẻ rồi má con sống với nhau hạnh phúc. Đừng có nghĩ gì tới nội hết trơn á. Rồi dạ, cho đi á. Đi đi ha. Con cảm ơn má. À. Nội. Thôi đừng lo cho nội nữa mà. Dạ không, con chào nội con đi rồi. Trời ơi. Đi thôi, nhanh lên. Trời ơi. Đi chị. Rồi. Rồi sao không bà? Rồi chết bà. Tự nhiên. Ai mừng lên. Vui lên. Nó đổi đời mà. Sống gì ích kỷ vậy? Tụi bay sống ích kỷ rồi, tao không có chơi với tụi bay nữa nha. Cấm làm bạn nhậu tao nữa à. Thấy đây mày. Còn ngon này á, không khóc nha mày. Nha. Chuyện nhà tao chuyện vui nha, phải vui nha. Không có khóc nha. Đứa nào mà buồn là chết với tao à. Tao nói rồi đó. Nghe chưa? Mày nội ơi! Mày ơi! Bà ơi! Mày 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 ơi! Sao nội với mèo nó cấp bốn rồi đó mày? Tất cả nó bị tao lừa. Trời ơi! Má! Trời! Tao biết mà! Dễ gì con My nó bỏ tao được? Cái gì vậy? Con cũng lừa nội nãy giờ đó. Mày lừa tao cái gì vậy? Sao con bỏ nó được? Mẹ con không phải đến đây để về đây để bắt con đi đâu. Mà mẹ con về đây để sống chung với con và nội. Là nãy giờ tụi bay gạt tao hả? Dạ. Trời chắc ơi. Mà nó nói vậy thiệt không? Dạ thiệt. Thưa má, trước hết con về đây con xin lỗi má. Và sau đó xin phép má để cho con được chăm sóc báo hiếu má cho những ngày má trong tuổi già nha má. Được không má? Chắc được á. Vậy vui nhà vui cửa. Ê, nó nghe nè. Nó nghe nè chuyện vui quá. Ăn hộp vịt lộn xả xui đi. Đi ra. Trời ơi bà nội này chị. Con mập tào lao hả? Vậy là giờ gia đình mình đầy đủ rồi đó hả? Đóng dưới rồi. Con bị thừa đúng không? Cho má con đi. Ê, sao? Ê, đi mạnh giỏi nha con. Giỡn. Đó mình vui vẻ hết rồi. Dạ. Đi lẹ đi trời ơi, đi lẹ đi bà ơi. 45kg, cao 1m5 nhưng lại sáng làm tim em hết chỗ. Thầy bói đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Cầu trời anh trúng số để anh rước em liền. Vì cái tính em hiền, yêu em thì là miễn phí, nhưng thổ lộ bằng miệng là phải tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nghe tiếng em muốn anh mang trầu cao. Má em cũng dự ưng rồi, vậy giờ ý anh yêu sao anh ơi. Hai đứa năm nay làm ăn đàng hoàng, qua năm mới ta xây nhà cao xong ta đi hết năm châu rồi. Thôi mình về Tiền Giang, Long Xuyên, Cần Thơ. Cảm ơn với anh nhiều nha. Em nói nghe, bữa nay live show chị diễn ra hả? Trời, khán giả lại đây coi chị quá trời luôn kìa, thích lắm nha. Khéo mồm khéo miệng. Thôi vô chuẩn bị đi chị. Rồi. Vô chuẩn bị. Lo sắp xếp cho tôi nha. Mấy chị ơi, vô đây giùm em, đây mình chết dây sáng mình vô trong nha. Mấy chị rắm ơi. Hey vô. Ê, ây da. Ây da năng lượng dữ vậy anh. Ủa còn ai nữa không vậy? Còn tụi tôi. Chào chú. Chào cô chú. Cô chú đi đâu vậy? Đi coi ráp. Coi ráp chồng hả? Coi ráp. Trời ơi, đó là đây trẻ trẻ mà cô chú đây không có hợp đâu. Khi dễ ha. Nè, rapper đợi đầu nha. Rapper đợi đầu hả? Đặc sản quê tôi, nem Lê Dung. Tặng con hả? Tặng á. Trời ơi, quý quá, ngay món con thích nè. Thích, dạ, nhúc nhích vô. Ê, khoan, không được. Thông cảm đi.
chương trình chuẩn bị là phải có tên trong danh sách mới được. Thông cảm với con không có cho vô được đâu. Tôi xin chú mà. Con nói không có được mà. Tôi xin chú mà. Con nói không có được mà. Xin chú mà. Không đâu. Xin Giang xin xin chú thương tình cho vô. Vợ chồng già mê trác đã lâu qua, ngày hôm nay ổng còn bị ho gà. Ho, ho ra nguyên con gà. Mình ơi mình đừng ho nữa đi. Nhưng bỗng nhiên tôi đây lại thèm ho. Mình ho hoài là đi cách ly. Nếu cách ly sẽ không hỗ trợ cho thằng Thi. Khổ nữa chú ơi. Hết cái khổ này tới cái khổ khác. Ai hiểu cho tôi. Thôi rồi con thấy trời, thấy cô chú dễ thương. Chú bệnh tôi nghèo quá trời luôn hả cô? Mấy cô vô nha. Dạ cô vô. Cô vô hả? Dạ dạ cô vô. Ủa, thương đây mà sao cho đây vô? Dạ vô. Phải, chú bị bệnh mà chú. Chú bị bệnh chổng nhạc sôi động rồi. Nó đánh sôi sùng sục chín con gà của chú luôn đó. Vô. Nó đúng đó mình. Mình nằm đây đi. Để mình tôi vô được rồi mình. Đâu đâu. Hai đứa mà có một thằng vô thì mày ráng nằm đi. Coi ráp xong tao ra tao kể liền. Trời ráp mà nó kể sao hiểu đây. Nhưng ở trong nó con của tao. Coi con chung đi cho con chung cho vô chung. Không có được mà. Nó con của tao. Tao đã nói 6 câu rồi mà sao mày không hiểu. Nằm đó đi để tao vô. Ai đào sao cầu. Trời. Ai đau trong lòng mà. Ai không quên bạn. Ai sầu tình chung. Ngồi nhớ à. Nhớ mày. Mình chứ nhớ ai. Tôi vô trong mà tôi ngồi cái người ta tôi nghe lạ lạ hơi rồi. Tôi cũng nhớ mình tôi chịu không có nói. Dạ bây giờ không muốn nói gì hết. Ok động lòng. Vô vô đây. Vô. Ủa mà khoan khoan khoan. Thôi vô chị bất công. Tại vì hồi live show diễn ra đây luôn. Ủa gì xét vé anh chị à, xét vé vô trong chụp ảnh lưu niệm thôi hả à. Thôi không vô đâu. Mọi người ơi, mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại live show của chị Ruby. Trước khi live show diễn ra, chúng ta sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ để làm nóng không khí. Thử thách đó chính là ai sẽ là người thể hiện sôi động nhất và ấn tượng nhất, được nhiều người bình chọn nhất thì người đó sẽ được chiến thắng. Phần thưởng đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Hấp dẫn chưa nào? Phần biểu diễn đầu tiên đến từ nữ rapper Sukana và nam rapper Tâm Kê. Nên lâu lâu anh cũng bị mắc xương. Coi vậy chứ dịu dàng mà đánh đá em hành anh quá cũng bởi vì chắc thương. Hôm ấy anh nói với tía má là qua mùa dịch anh qua giấc em luôn. Mà vớt vớt luôn nhạc cụ nhạc mẫu đưa về một nhà để cho đỡ buồn. Yêu em không cần nhắc nhở nhiều như nhạc chờ cài đặt Bluezone. Một thông tin truyền thông y tế đề nghị cài đặt Bluezone. Khúc này là hát nhạc chờ, bây giờ chuẩn bị qua tới nhạc chính nè. Em nghe nha. Rồi bây giờ xin mời ai nè, ai có thể bước ra so tài với anh Tâm Kê nè. Rồi, bây giờ ai bước ra so tài với anh Tâm Kê, bước lên một bước. Chúc mừng cô chú rapper đời đầu. Xuất sắc, cô chú chấp nhận so tài với anh Tâm Kê và chị Sukana. Không có. So, phần thưởng hấp dẫn lắm đó. Một cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Chơi đi. Chơi. Dạ, dạ, dạ.
dám giúp tao đi. Một, tao lại. Hai, ba, action. Đi đi. Bình minh sáng tươi, quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngang yên cành lúa trổ bóng. Bờ đi đồng sương ướt mưa, trời xanh nhờn nhờ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời em về đây thăm quê anh, nơi bình yên mang tên Đồng Tháp. Anh lớn lên nhờ cánh đồng xanh và có tình người miền Tây ấm áp. Em có thấy thương nhiều không, cái cuộc sống ở làng quê nghèo. Tình làng nghĩa xóm đậm đà thủng hoàng như là tô bún nước lèo. Đây là dòng sông quê lúc nhỏ anh từng văn câu. Xa xa kia là đồng cỏ, anh cùng đám bạn chăn trâu. Sáng sớm anh đi ra đồng một cô bắt ốc sau nhà anh bo. Tối về mình đem mắt. Ôi quá tuyệt vời cô chú ơi, quá tuyệt vời, không hổ danh là rapper đời đâu. Ai bình chọn cho chị Sukana và anh Tâm Kê hả? Và ai bình chọn cho cô chú rapper đời đầu hả? Quá rõ ràng, mọi người bình chọn cô chú rất là nhiều. Việc đó đồng nghĩa với việc là người chiến thắng đó chính là anh Tâm Kê. Xin chúc mừng Tâm Kê và chị Sukana. Đó, vâng, phần thưởng của anh chị đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Đây, xin chúc mừng anh chị. Chú dạ, dạ. Chú đây. Dạ. Hai đứa tôi hát đặt cổ vũ quá mà không được nha. À, cô chú thông cảm đi. Anh Tâm Kê, chị Sukana nổi tiếng. Với lại cô chú đến đây vậy là vui rồi. Ha, không sao hết á. Dạ con chào cô chú ạ. À, dạ chào cậu. Dạ, cho con xin nhường lại hai tấm vé lại cho cô chú ạ. Ủa sao vậy, cậu thắng mà. Dạ thắng thua không quan trọng đâu ạ. Nhưng mà cái con thấy được ở cô chú là đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn thích và vẫn thể hiện được cái thể loại nhạc rap của tụi con quá xuất sắc. Cho nên con thấy cô chú đáng được nhận hai tấm vé này hơn. Mong cô chú nhận cho con mừng ạ. Trời ơi cô nè, thương con ghê không. Cảm ơn anh Tâm Kê. Xin chào tất cả mọi người. Ủa chị Đức ơi, chụp hình nhìn đi qua chụp hình với nhau đi. Mọi người chờ chút đã. Cô chú qua chụp hình với con. Cô đi cô. Xin lỗi, mình chụp hình tiếp đi mọi người. Xanh cái tiếng gào thét là mình ơi, tôi bệnh nặng lắm cha. Này nè, chút nữa là cho nó ráo nước để mà trên thành phố ta xuống đây có cái gói đem về nghe chưa? Nhanh lên! Nè nè! Trời đất ơi! Có mấy con vịt rồi sáng giờ nhổ lông chưa xong nữa. Xuất ra, để tôi làm cho. Thiệt tình đó mấy bà nè nè. Nhổ thì nhổ, nhổ vậy cho nè. Đó, đó, đó. Mạnh lên! Ngồi đó yếu điều thục nữa nha! Yeah. Trời ơi, cái gì mà sầm trời đất hết trơn vậy? Dám làm được không làm nghỉ khỏe đi. Nghỉ, về. Ôi, ôi!
về 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 không có làm gì nữa trơn á. Về đi, trời đàn ông đàn an ngồi cắt thủ công với mấy cha. Đi về đi, về 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 về. Cái gì vậy hả anh Hoàng? Cái gì? Nhà người ta lâu lâu có cái đám hàng xóm láng giềng nhau, qua phụ giúp thì không thì thôi đi, qua nói năng này nọ đuổi hết về vậy. Làm tiếp đi nghe mấy đứa. Tôi nói là không có làm nghe. Nè, đám tiệc gì? Đám tiệc thì làm nhỏ nhỏ trong nhà thôi. Mà cái này có phải đám cưới đám hỏi gì của bà đâu. Ở trển người ta xuống đây người ta chơi, người ta coi mắt bà thôi. Nè, nói không phải xui nghe. Làm rần rần rộ rộ đi. Xuống người ta lật kèo một cái rồi thúi râm nguyên cái xóm này. Trời ơi. Ủa thì liên quan tới ông mà ông sồn sồn lên như vậy. Ủa, thì à tôi biết rồi, tại vì ông có tình cảm với bà Út Đào. Ông ghen chứ gì? Đâu cái gì vậy? À, tụi nó ông ghen á. Tụi nó không có nghe. Tụi nó ông ghen á. Mày làm gì vậy? Ông ghen. Tụi nó không có nghe. Ông ghen. Tao nó không có nghe. Ông đánh tôi hả? Hả? Bây giờ muốn gì? Ông muốn gì? Ông muốn gì? Ông muốn gì? Ông muốn gì? Trời ơi! Trời ơi, được rồi mấy cha ơi. Trời ơi, vừa phải tôi chứ. Hả? Bộ hai ông bình thường đi ra nói chuyện không được hả? Phải đánh lộn mới vui hả? Ai dạy ông vậy? Hỏi ai dạy tôi cờ? Hỏi ai vậy? Quá. Hả? Tôi hỏi ông đó. Hỏi Phong Long chơi với mự. Còn cái cha này nữa. Vậy? Làm gì vậy? Tôi đã nói ông rồi, ông không có được bước chân vô sân nhà tôi. Ủa mắc gì? Thôi tự nhiên bữa nay đi qua nè, quậy đuổi hết người, rồi còn đánh lộn với ông Hùng nữa. Tôi nói nghe, lỡ mà người ta đi xuống, người ta thấy cái người ta quánh giá tôi làm sao? Trời ơi, người ta chưa kịp quánh giá là hàng xóm láng giềng nó quánh giá bà rồi đó. Ủa tự nhiên quánh giá tôi? Già hai thứ tóc rồi, thấy không? Thì tự nhiên trổ nết đi lấy chồng. Ủa cái gì? Đâu phải là lấy cái người ở trong xóm trong ấp đâu. Nó mình gặp nhau bình thường lấy tôi không nói, còn lấy cái thứ ớt ơ của bơ bất bơ gì đâu không hả? Cái gì ớt ơ? Cái này quen trên ấp mà ớt ơ gì? Ấp nào? Ấp 5, ấp 6 tôi trưởng ấp cho tôi không biết thằng đó. Cái ấp mà Hùng biết nè. Hùng cái gì à? Cái ấp mà trò chuyện bốn phương tâm sự người lạ đó Hùng. Cái đó ấp bà ơi. Ấp ấp cái gì? Thì ấp ấp gì đó tôi không biết. Ôi mà ngộ vậy. Trời. Cái chuyện này là chuyện của tôi, liên quan gì đến ông? Bụng thương tôi hãy về. Làm gì có. Trời đất ơi, còn về hết trơn. Ủa, cái băng dôn đâu? À, làm rồi, làm rồi. Trời ơi, đem đây, băng dôn ra. Xong hết rồi bà, hoành tráng lắm. Bà coi bà thích liền đây nè. Đây nè, đây nè. Đó. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Hôm nay tôi ra mắt cầu lọt. Còn chữ chót của tôi đâu? Tôi dục rồi. Ủa mắc cái gì mà ông cầu người ta lọt mương lọt ruộng? Bốn thương tôi hay gì? Làm gì có. Phát không à. Tự nhiên ghi cái chữ hôm nay chi nó dư lắm. Lột. Rồi lột hả? Lột rồi lột rồi. Đó lột nó đó. Rồi, rồi. Ra tôi. Tôi ra mắt cầu lọt. Rồi xong rồi treo lên treo lên. Ôi, rồi, mấy bạn. Để xuống đi, để xuống đi, chưa có đàng hoàng. Tôi ra mắt. Ra là xuống nghe Hùng. Người ta vô á là người ta vô nhà mình luôn chứ người ta đi ra là xui lắm. Rồi, rồi dư thì lọt. Rồi tôi chỉ lọt nè. Lọt là rớt nha. Rớt là xui. Hôm nay tôi rớt là tôi xui nha. Rồi. Lột cái cho tôi nha. Hả? Lột lột luôn, lột luôn chứ cái chữ ra đi. Rồi nè, căng lên, căng lên. Rồi 2 3. Tôi mắt cầu. Cái gì vậy? Ủa thì bà kêu. Thiệt tình luôn. Dẹp luôn giùm tôi đi, không có cái băng dôn cũng được đi. Trời ơi bây giờ là còn gà vịt gì đâu hết trơn rồi. À mà hỏi ổng đi. Hả? Thì có tôi dẹp hết rồi. Nói chung rồi ha, cái này là do trời xui đất khiến thôi. Nó cái băng dôn cũng không xong, nó làm nó hư tới hư lui. Nó ông trời không muốn bà lấy chồng đó bà Út ơi. Ông bớt vô duyên cái miệng ông đi. Nhờ cái câu nói này của ông mà tôi ra tới từng tuổi này chưa có ai lấy. Tôi nói thiệt cho ông biết nha. Sao? Trời không cho tôi lấy chồng chứ gì. Coi chết tôi cũng phải lấy cho bằng được. Trời đất ơi bà này. Bữa nay bà dạng miệng vậy hả? Ừ. Thôi thôi nè 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 nè. Cả lộn hoài à. Cái gì vậy? Cái áo cưới á tôi mai sẵn cho bà nè. Trời ơi. Bận đám cưới phải có đàng hoàng người ta hiểu không? Trời ơi mày mai áo cưới cho bà luôn rồi hả? Trời ơi. Không à? Ông với thuốc ngày cứ cản cản hết nè cản kia. Bộ ông thương bà hay gì? Làm gì có. Cứ chối chối hoài hà. Ông thương bà hay gì? Thì ơi.
Hương lấy hết can đảm mới nói ra với bà. Thôi bà ổn thôi, bà nghĩ là nha, đừng có cưới ai xa xôi không, cưới được thì cưới người gần gần đi bà. Muộn rồi. Muộn cái gì? Cái đám cưới này nhất định phải xảy ra. Không, tôi không cho bà lấy ai hết. Không có cái đám cưới nào diễn ra hết. Phải diễn ra. Tôi nói không là không. Không cũng không được. Tại sao vậy? Bởi vì đám cưới này là của tôi. Ông quên rồi sao? Chuyện này là sao? Ngày xưa ba đứa mình chơi rất thân với nhau. Vào một hôm mưa gió, tắm mưa đi, ba đứa mình đã cùng nhau quỳ xuống và thề là con tên Hùng, con tên Hoàng, con tên Đào. Xin thề đứa nào có gia đình trước đứa đó làm vợ. Phải hạnh phúc đó. Đứa nào không hạnh phúc, Đứa đó làm cho. Chứng rồi. Đi nha. Trả lời. Hết hồn. Chào chủ nhân. Dạ. Xin lỗi pháp sư từ đâu tới vậy? Tôi ở một cái vùng xa xôi, tuyết phủ quanh năm và rất nhiều dê núi. Vậy là vùng nào? Hy Mã Lạp Sơn. Ôi xa vậy mà vẫn tới đây à? Ngồi trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy mặt trăng màu đỏ ứng với một cái điềm. Ở cái vùng này có một người sắp qua đời. Nói ông ta điền quá. Người đó rất giàu có. Vậy là không phải rồi à. Tiền bạc do cướp giật của thiên hạ bóc lột cho dài nặng lãi, nay là kiếp nạn, rất nhiều giông bù vô đây để cấu xé thân thể và hồn phách của người đó. Ai thầy ơi, vậy thì theo thầy pháp sư có cách nào mà đuổi những cái giông đó không? Có nhiều lắm. Ông lột đồ ông ra đi. Hả? Trong tôi cũng có nữa à? Có. Nó ẩn trong lục phủ ngũ tạng ông, cả ngàn binh gia. Rồi đây nó sẽ ăn. Nó ăn trong vòng 3 ngày, ông sẽ xí lắc léo. Xí lắc léo là cái gì? Tiếng Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là ngủm củ từ. Giống ông ta điền đó. Đúng vậy. Bây giờ ông tính đi. Ông muốn sống để hưởng của cải, hay là muốn chết vì hồn tiêu phách tán? Dạ dạ, thôi nhờ pháp sư dùng cái phép thuật nào đó để cứu tôi được không? Tất nhiên ta có mặt ở đây là để ta cứu lấy ông. Dạ. Ra mày. Ủa bà mày ở trong người của người ta, mày bám người ta mày không biết nhục hả mày? Bà nội cha mày, tao đá mày bây giờ. Ra mày. Tính vô chỗ kính người ta mà tao bắt không được hả mày? Bỏ cái cây xuống. Bỏ cái cây xuống. Trời ơi, một bài ở trong đó. Đi, lôi lên luôn. Trời ơi, nó ra quá trần. Đi đồ bắt nó lại. Nó ra quá trần kìa. Nó ra kìa. Sao không? Bắt được chưa? Hả? Ông thấy trong người ông còn bớt nặng không? Dạ. Bây giờ thì đỡ lo cho mọi người, sao nó nhức quá. Nhức? Biết tại sao nhất không? Dạ sao vậy? Vì tôi quấn ông á. Trời ơi, quấn nặng tay gì pháp sư? Đưa ông lên dáng, lên ghế ngồi. Dạ. Ai à.
Ráng đi ông. Biểu mày. Dạ. Cam. Xong chưa? Bỏ vô cái ly này. Trời đất ơi, hết linh bà rồi. Để rớt cái đất đâu có sao. Đem lại đặng cho ông uống. Bảo đảm sẽ hết. Cái gì vậy? Bùa. Đắng quá vậy. Ông yên tâm đi, rồi đây ông sẽ khỏe mạnh. Tôi hứa với ông, kể từ ngày hôm nay, khi tôi có mặt trong ngôi gia này rồi, không có một vong hồn nào mà dám tới đây quấy phá ông nữa. Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn pháp sư. Coi như tôi trị ông đã xong. Dạ. Kiếu. Dạ. Xin chào. Dạ. Đứng dậy thì đứng dậy. Chào pháp sư. Không phải. Không phải đứng dậy. Có nghĩa là chưa có lấy tiền á. Xin lỗi. À, bao nhiêu vậy pháp sư? Tùy hỷ. Muốn cho nhiêu cho. Dạ. Đây pháp sư, cầm đỡ đi ha. Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy. Thôi đưa hết cho rồi lấy ra làm chi không biết nữa. Rồi giữ đi. Ờ, giữ đi. Rồi kiếu nha. Dạ. Nhớ ăn ở của nhân của đức thì của cải tài sản sẽ ở lại suốt đời với mình. Dạ. Ăn ở không nhân không đức chết bất đắc kỳ tử. Dạ, dạ, dạ tôi biết rồi. Chào ông. Dạ, cảm ơn pháp sư. Ông, thấy trong người sao rồi ông? Hay thiệt, tao chỉ uống có một chút thôi mà bây giờ tao đã thấy khỏe trong người rồi. Vậy à, ông muốn ăn gì con nấu cho ông ăn nha. Rồi, vô bếp làm những món món ngon cho ông. Dạ. Bồi bổ sức khỏe dạ. Lại. Ông ơi. Cái gì? Mở cái sổ kìa. Ông ta đi. Mặt mày máu me không à. Mày làm gì vậy? Trốn. Ông làm gì vậy? Tao trốn. Trời ơi, không lẽ, không lẽ pháp sư mới vừa đi khỏi quan hồn vong trở lại đây sao? Không được, không được, tao có cách. Chẳng lẽ ba ngày nữa tao sẽ chết hay sao? Mày đi kêu lương y lại cho tao. Kêu lương y lại gặp cho tao. Dạ. Trời ơi, không lẽ ba ngày nữa sao? Không được, tôi phải sống. Wow, xanh quá. Hả? Chẳng lẽ tay tôi đã chuyển sang màu xanh rồi sao? Không, chiếc nhẫn xanh quá. Hả? À. Có chuyện gì vậy? Mạch đập mạnh quá. Tới. Hả? Hồi đó bị quay bị phải không? Má trai nó cứng ngắc chỗ này nè. Rồi. Tâm trạng đang bấn loạn, ăn không ngon ngủ không yên. Đôi lúc bị buồn nôn nữa phải không? Dạ. Yeah. Mấy tháng rồi. Cái gì? Sao làm gì như hỏi phụ nữ mang thai vậy thầy? Ý tôi hỏi tâm trạng của ông như vậy mấy tháng rồi. À, chỉ mới rồi vài ngày thôi. Vài ngày thôi hả? Dạ. Yeah. Như vậy cái này phải nói là ông bị tâm bệnh. Còn cơ thể của ông bình thường không có bệnh gì hết. Vậy sao? Chỉ bị tâm bệnh thôi. Có thật không? Trời ơi, không tin tôi thì đừng kêu tôi gì à. Phán. Cái tới đây làm gì? Gì ông à? Tính tới đây phá đám tụi mày không? Ê, ông phải coi kỹ là ai phá đám ai nha. Tôi là lương y nghe. Người ta bệnh tôi tới tôi hấp thuốc cho người ta. Tôi phá đám người ta hầu nào? Ông ai à? Khách hàng này là của tôi. Ông tới đây ông tính quậy nữa phải không? Ông mới là người quậy tôi nghe. Tôi với ông bá hộ. Ông nhìn kỹ con người này đi. Hắn mở miệng hắn nói hắn là thầy lang hả?
không dám lan đâu. Nếu có lan thì là lan lùn. Một trong những tay thiến heo nổi tiếng rồi lâu ngày rồi mạo danh nó là thầy Lan. Lan cái bốc xì thì cũng là thầy vậy. Trời ơi, còn ông? Tôi sao? Ông nhìn lại bản thân ông đi. Tôi sao? Ăn đình ở miếu hả? À, không nhà không cửa, lăn lê bò lết ngoài đường hả? À, rồi lấy cái đồ này nè mặc lên quá trang làm thầy nước ngoài vô hả? Ê, nói bậy, ông có tin là tôi thư ông xin bụng không? Vậy tôi bỏ bùa một cái là cặp giòn của ông 10 móng mà thằng còn thành 6 móng không? À, ông giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Nói tôi là một người kêu bậy bạ hả? Được, thì vậy tôi với ông dám tỉ thí thi coi ai trị bệnh hết trong bá hộ này. À, ông ngon ha, ông dám tỉ thí với tôi ha. Sợ thằng nào? Trời ơi, ngán thằng nào. Được, vậy bây giờ ai trị bệnh cho bá hộ này hết bệnh, người đó sẽ thắng. Thắng thì sao? Thắng sẽ được một nửa gia tài của bá hộ này. Cái gì vậy? À, tự nhiên hai người thì chiến đấu thi đấu với nhau tự nhiên lấy tài sản của tôi là sao? Có ai ở không chữa bệnh không cho ông? Được. À, nếu chấp nhận cuộc tỉ thí này thì ông phải chống mắt coi. Bùa phép tôi tu luyện cả ngàn năm, tôi sẽ tẩy quế ngôi nhà này sạch sẽ. Tôi sẽ trả lại sự công bằng sạch sẽ trong con người của bá hộ. Ông đừng tin cái kẻ lang băm này. Hãy nhìn xem, tôi là người làm trước. Được, chấp nhận luôn. Nhìn đi. Chừng ông thầm á, chuẩn bị uống linh dược. Ở em bên tụ về đây. Đây là bùa. Ông uống cái ly bùa này vô, ông sẽ hết ngay tức khắc. Không một con quỷ con ma nào dám tới ngôi nhà này quậy phá ông. Uống đi, uống đi, uống đi, uống. Thấy sao? Dạ, thấy đó, khỏe khỏe rồi. Đó. Ông nhìn đi, ổng kể từ bây giờ sẽ trở thành một con người khỏe mạnh. Chống mắt lên mà coi. Ông ơi, ông có sao không? Ông ơi, ông. Cái này ông trị bệnh. Bá hộ. Bá hộ ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Chẳng lẽ ông chết rồi hả bá hộ? Hả? Trời ơi, trời ơi. Ông bá hộ. Ông bá hộ ơi, ông bá hộ ơi. Thôi, hết cứu vãn được rồi. Ông đã tắt thở rồi. Ta chưa tin. Ta chưa tin. Hả? Như vậy là ông chết rồi. Đúng, dính đầu mà giết ông chết. Làm sao ta giết? Ta muốn chứng minh ông sống thì ta mới chiến thắng được chứ. Ông là người giết ông. Ly của ông, nước của ông, phép của ông đưa cho ông uống thì ông là người giết ông. Ông em đi. Có ông nữa đó.
Trên mắt tôi thấy nè, ông bỏ thuốc vô ly nước là hai ông. Được rồi, tôi sẽ đi báo quan. Hai ông đã giết người, giết vũ ông. Theo tôi. Khoan, nó nghe. Mày ở đợi, mày cũng không có tiền đâu. Bây giờ vậy, cái chuyện này tại thằng khốn nạn này, mày muốn hại tao. Thế nên mà ông này là nạn nhân, tao không muốn giết ổng. Bây giờ vậy, mày giữ nguyên chuyện này nha. Tao sẽ trả tiền cho tiền mày. Đúng rồi, anh bình tĩnh nha. Qua đây tôi nói nghe nè. Không được, bao nhiêu tiền tôi cho hết nha. Bây giờ đừng có đi báo quan nha. Tôi lại ông nha, đừng báo quan. Không được, lỗi này là do ông đậu này nè. Ông muốn phá hoại tôi nè mà mới ra đông lỗ này. Bây giờ ông đổ lỗi cho tôi là sao? Một mình tôi đi. Mày con trai này. Ông Ông ơi. Ông Hồi Dương hả? Tùng, ra đây. Dạ. Ông biết ông sắp chết, ông nhờ con một việc. Dạ. Con hãy tốt hết những cái nợ mà người ta thiếu ông, một tài sản của ông, một phần con lấy, còn tất cả phần còn lại còn phát hết cho những người dân trong làng này. Làm như vậy ông mới yên lòng. Con làm được không? Dạ con làm được. Rồi, vậy thì ông đi. Ông ơi, mày đứng lại không? Tao đè mày đứng lại không? Mày cú giật con, chết mày con, có hỏi tay tao hả? Mày sao hả? Tính nhật nợ ta hả? Mày tính trốn hả? Trốn khỏi đây, chơi thấy gớm mà. Ông ơi, bắt được con nợ rồi. Trời đất ơi, mày chạy cho cô hả mày? Hả? Mày cãi hả? Mày hiếu nợ người ta mày cãi hả? Lúc mày mượn nợ người ta sao mày nói chuyện ngon quá mà tới hồi mày trả nợ người ta mày xu mày hư vậy? Mày hư vậy? Đánh nó biết thế là giật nợ người ta. Trời ơi, cái mặt mày dữ như con quỷ vậy đó. Mày đánh quá nó chết rồi, ai trả nợ cho tao? Kệ nó chứ, ai để cho mượn nợ chứ? Mượn nợ thì giờ mặt người cứ hơi khó tao ôm cho mượn nợ để rồi nó họ xù nợ, lúc xù rồi phải chạy kiếm nợ. Mày muốn chết là biết không? Mày là chủ hay tao làm chủ? Ông làm chủ của con là người ta. Ủa Hoàng Minh, quên. Sao? Tại sao mày thiếu tiền tao mày cứ trốn chui trốn nhủi vậy? Mày biết mày trốn chui trốn nhủi như vậy, tao tìm mày tao mệt cho mày biết không? Tao nói mày biết chưa? Ngày hôm nay mà mày nói chuyện không xong á, tao giết mày chết mày biết chưa? Cái gì vậy? Quên. Sao? Tôi mượn ông có một quan à, tôi lo ma chay cho mẹ của tôi. Vậy mà một năm sau ông lấy tới 20 quan lận. Rồi tiền đâu tôi trả cho ông nổi được chứ? Mày không trả nổi thì tại sao mày lết cái mặt ngo cái mày tới mày mượn tiền tao? Hả? Tao không cần biết. Mày không trả cho tao, tao sẽ xiết miếng đất nhà của mày. Không có được. Cái miếng đất đó 50 quan lận. Ông có được lấy miếng đất đó. 50 quan à? Đúng rồi. Tao chỉ trả cho mày đúng 20 quan tiền thôi. Ông làm vậy không có được nha, tôi không có đồng ý đâu. Mày không đồng ý mày không phải chịu. Ông, nếu mày không chịu, tao sẽ báo quan gống cổ mày cho mày ở tù một không. Ông dám? Mày dám gì? Mày muốn làm gì? Mày dám quánh hả mày? Nè, tao quánh không? Không quánh đó. Lôi cổ nó về nhà thì ký văn tự. Mày nói nhiều hả? Tao nói cho mày biết nha, cái con người của mày nha, không đến là không được, không đến là không được, không đến là không được. Quán cho nó biết thế nào dễ đỏ. Tao kêu mày lâu cổ chứ hay là kêu mày đánh nó, thấy chưa? Con sợ con đứng lên đi rồi nó chạy thì làm sao? Rồi mất công là con phải rửa nữa. Con là con người mà, chứ đâu phải con thú là mình rửa nó tối ngày. Mày làm chủ, mày ra làm chủ. Dạ quên. Lẹ lên, bố hai gì giờ? Đây. Vậy cho chắc ăn không ha?
Thôi! Cái gì vậy? Sao anh giật mình dữ vậy? Em làm gì đi, tò tò sau lưng làm anh hết hồn quá vậy. Em tính khiều anh mà chưa kịp khiều là anh quay lại, anh hù em lại ông ấy. Anh hả? Em qua nhà em tìm anh, em đi chợ á, em ngang qua nhà tìm anh mà không có thấy anh. Thì ra anh ra đây anh câu cá hả? Câu cá là cái cớ thôi, thật ra là anh đi trốn nợ. Lại chuyện ông bá hộ nữa hả? Đó, lại là bá hộ chê nè. Mới tháng rồi làm đám giỗ cho tía, không có tiền mà ưng ổng hai chinh nè. Một tháng ông lấy lên thành hai quan luôn á. Trời ơi, sao ông ăn lời cắt cổ dữ vậy? Bởi vậy mấy ngày nay ông sai con gia nhân của ông đi. Trời ơi, con đó như anh sợ lắm cơ. Mỗi lần gặp nó làm thấy ghê lắm. Bà gấu lắm phải không? Đúng rồi. Ôi bà dữ lắm á. Bởi vì bà ế tới bây giờ đâu ai thèm hốt bà đâu. Rồi nhìn mặt ông bá hộ cũng vậy nữa. Trời ơi, nhìn cái mặt thấy ghét. Nhìn là biết con người không đàng hoàng, không ra gì rồi. Đã vậy còn để con dê chó dính lên mặt nữa chứ. Bực bội gì đâu á. Nhiều lúc gặp ổng sao? Anh muốn bắt ve ghê luôn á. Không có bắt được đâu. Nhờ con ve đó mà ổng mới vào đó. Ất. Cả tháng nay em ở đợi bên đó hả? Có chuyện gì xảy ra với em không vậy? Tùm lum chuyện hết á. Ổng làm cái gì em vậy? Anh đi bắt ve ổng mới được. Không có, đừng giận mà. Thật ra đó thì ổng chưa làm gì em. Em chỉ muốn là ổng làm gì em thôi mà ổng chưa làm. Trời ơi. Không phải, ý em nói là ổng để ý tới em, thương cho hoàn cảnh của em, để mà cho em được về nhà ở với tía em. Biết ngay luôn mà. Ông bá hộ chê đó đó. Ổng dê, ổng dê như dê vậy đó. Ủa vậy chứ ổng không dê như dê, ổng dê như con gì hả anh? Anh không biết, anh không có văn nói, anh không biết sao. Thôi nhưng mà anh ơi, anh giả ơi bây giờ anh lo cho em lắm. Thôi anh đừng lo cho em ổn mà. Nhưng mà tía em ở nhà không ai lo, em buồn lắm. Vậy bây giờ mình tính sao với hoàn cảnh này đi anh. Chứ không lẽ như vậy hoài sao mình chịu nổi hả anh? Đúng rồi, nếu mà hai đứa mình cứ sống ở đây là phải chịu cảnh nợ nần ông bá hộ. Hay là anh tính vậy? Sao? Mình bỏ trốn nha, mình kiếm một nơi khác mình sống. Bỏ trốn? Ừ. Bỏ trốn hả? Bỏ trốn có mình, được mình không? Bỏ trốn đi. Đi alo, khoan. Bỏ trốn rồi mình đi đâu, mình ở đâu, mình làm gì để mình sống hả anh? Thì mình tới một nơi nào đó, không ai biết gì tới mình, lúc đó mình tự sinh sống ở đó. Mình lập nghiệp lại hả? Ừ. Vậy còn tía em sao? Tía em ở đây ai lo? Làm sao mà em có thể bỏ tía em đi được? Đúng rồi, tía em đang trong cảnh bệnh hoạn nữa. Hay là vậy? Hả? Anh sẽ dắt tía em đi theo luôn, dắt em đi luôn. Anh sẽ lo cho hai tía con em. Trời ơi, như vậy là ba miệng ăn lận đó. Thì làm sao mà mình có tiền mình sinh sống chứ. Bây giờ làm sao đây anh ơi? Em rối quá. Anh có tiền. Ủa? Anh gâu gâu? Anh có tiền làm cho em đi theo cái thằng bạn của anh. Ôi mày anh, là anh gâu gâu. Anh làm gì có tiền mà anh cho tụi em hả anh gâu gâu? Anh có cách, mày yên tâm đi. Mày đừng có lo gì hết. Mọi chuyện để tao lo. Đúng bây rồi. Giờ mày là trò nghèo tiền đâu rồi. Mày không có tiền đi thi nữa kìa. Khùng quá. Tao có ra sao cũng chẳng sao. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay không cả con? Dạ hay ạ. Bao nhiêu năm buôn ba khắp mọi miền, bây giờ tuổi già rồi ông vui vì thú vui thơ văn như thế này. Cả con nghe tiếp nghe. Rượu say nằm dưới gốc mai, mặc cơm mặc áo trần ai mặc trần. Mặc cơm mặc áo chứa ai mặc đồ. Hay hay nhỉ. Đi theo ta bao năm rồi, hai đứa bao lâu rồi theo ta? Dạ bấm ông dạ, mười năm rồi ông ạ. mười năm mà không học hỏi ta một cái điều chi cả, không như trung trực
mới theo ta hơn có một năm thôi mà học ở ta biết bao nhiêu là điều hay lẽ phải. Nhắc từ trung trực, sáng giờ không thấy trung trực ở đâu? Hai đứa có thấy trung trực ở đâu không? Dạ có. Con thấy trung trực á, sáng giờ mặt nó buồn hiu à. Không biết chuyện gì á. Nó buồn à? Buồn chuyện gì được con? Con là con chả biết gì. Con chỉ biết cuộc đời con là cứ mãi cười thế này. Hai đứa con suốt ngày cứ lo ăn lo chơi lo cười, đi tìm trung trực cho ta. Vâng ạ. Ê, bao trung trực, quên gọi kia. Dạ, dạ con là trung trực, dạ bẩm ông gọi con. Giỏi lắm, ta cho con đứng dậy. Dạ, trung trực. Đổi ơn ông. Trung trực này. Dạ. Ông nghe gia nhân nó bảo, suốt ngày hôm nay, ngươi có chuyện gì buồn phiền phải không? Dạ bẩm quan, con đâu có chuyện gì buồn đâu ạ. Con đừng có giấu ông. Ông nghe nói con có một người anh giàu nhất nhì cái làng này có phải không? Dạ đúng, anh con là người giàu nực độ đồ dạch. Anh con dạ bẩm ông, dạ con bị nhiễu chứ con không cố tình nhại tiếng của ông đâu, con xin lỗi ông ạ. Sao không sao? Con yêu quý dòng Huế của ông thì con cứ nói, mai một ông còn dày cho con đòi tiền Huế nữa, chịu không? Dạ con chịu, con đổi ơn ông ạ. À. Anh của con là người giàu nhất nhì cái làng này, về của cải cha mẹ để lại biết bao nhiêu, mà anh của con chấp nhận cho con làm gia nhân của ông. Dạ bẩm ông, con nghĩ làm gia nhân cũng đâu có sao đâu ông, miễn sao anh con được vui vẻ, được hạnh phúc là con vui rồi. Con nghĩ á, quyền huynh thế phụ, anh con có quyền thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại chứ. chỉ lý trung trực. Dạ. Ông rất là quý con, quyền huynh thế phụ rất là tốt. Một người đức độ như thế này, con có điều gì muốn xin ông không? Ông sẵn sàng giúp cho. Dạ bẩm ông, dạ con có điều này muốn thỉnh cầu với ông, nhưng mà con sợ ông rầy con quá à. Không có sao, con cứ nói, ta coi con như là con cháu ở trong nhà mà. Dạ bẩm ông, vậy thì con xin phép được nói, con muốn xin phép ông cho con được lên kinh ứng thí. Trời ơi, cái này là lên kinh ứng thí à? Trời ơi, sao ứng thí? Hai cái đứa này để trung trực nói chứ chỉ là nhoi lên. Dạ con rất là muốn lên kinh ứng thí, nhưng mà hoàn cảnh con nghèo quá, con sợ người ta không có chấp nhận cho con thi thôi. Đúng rồi, nghèo thì ở nhà đúng không Quang, đúng không? Nghèo đúng ở anh. Nhà đi, ở nhà cũng có đói đâu sợ. Nên giờ ông đang nói chuyện về trung trực, hai đứa không thể ăn hớt nói leo như rửa. Ông không có đồng ý ông dần đó. Thấy chưa? Trung trực nè. Dạ. Chỉ sợ con không có tài thôi, chứ nếu như con là người có tài, có đức thì triều đình sẽ trọng dụng. Dạ bẩm ông, từ bấy lâu nay con lén ông, con dùi mài kinh sử, con mong một ngày để con lên kinh ứng thí ạ. Dùi mài kinh sử à? Dạ. Vậy thì ông sẽ thử tài của con, để coi mấy lâu nay con dùi mài kinh sử như thế nào. Trung trực lại đây. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đổi thơ vui vui một chút xíu. Dạ. Nghe đây, nhỏ không học, lớn cũng biết đọc. Nhỏ không học, lớn cũng biết đọc. Nhỏ không cua gái, lớn cũng bị gái cua. Hay. Trung trực hay lắm. Dạ. Tiếp, nhà ta giàu, ta ăn nho mì. Nhà ta giàu, ta ăn nho mì. Nhà con nghèo, phải qua Mỹ ăn nho. Hai đứa phải học hỏi trung trực nghe chưa? Dạ. Ông đổi tiếp nghe chưa? Dạ mời ông ạ. Học đi cho có tương lai, học đi để có cái nhai trong mồm. Học để không phải đi chôm, học để mà có vợ ôm sau này. Trung trực. Dạ bẩm ông. Con giỏi lắm, đùa như thế là đủ rồi. Dạ. Bây giờ con hãy đổi thơ với ông một cách đàng hoàng tử tế để chuẩn bị lái kinh ứng thí. Dạ. Con thấy đằng xa cái gì không? Dạ bẩm ông, cái chuồng ngựa. Đúng rồi. Dạ. Và bên trong chuồng ngựa có gì? Dạ có cỏ. Đúng. Và con gì ăn cỏ? Dạ con bò.
Thì bảo ông con đùa với ông cho vui thôi. Thật ra trong chuồng ngựa thì phải có con ngựa chứ. Con thấy con ngựa của ông rồi, con bạch mã kia đúng không ông? Đúng rồi, con bạch mã. Vậy thì con hãy làm bài thơ Vinh có bạch mã của ông. Dạ. Bạch mã mau như tuyết, tứ túc cương như thiết, tướng công kỵ bạch mã, bạch mã tẩu như phi. Ngựa trắng lông như tuyết, bốn chân cứng như sắt, tướng công cưỡi ngựa trắng, ngựa trắng chạy như bay. Trung Trực nè, con là một người vừa có tài vừa có đức. Ông sẽ cho một ít ngân lượng để làm lộ phí đường xa. Ông chúc con mã đạo thành công, bạn hộ danh đê. Dạ, đội ơn ông, đội ơn ông, đội ơn ông. Đó, danh giật cái miếng đất cho đã đó. Rồi để trống vậy nè, ha, cha mẹ tôi để lại thì vậy thôi, để cho em út tôi nó ở đi, dành một năm mấy nay để trống quê vậy nè. Yên tâm đi, ta đang lên kế hoạch làm gì đó du lịch rồi. Du lịch gì? Du lịch sinh thái. Trời đất ơi, chỉ ho cò gái ai mà tới đây mà đòi du lịch. Trời. Bà đó bà tham cũng vừa đó, mệt mỏi ghê, tội nghiệp mẹ em tôi bắt nó ra cái chòi dịch. Có ai anh em mà bà ác quá à. Trời sao giống ma vậy, mới nhắc tới liền vậy. Dạ thưa anh chị, hai em mới về. Mẹ mày ở trời dịch thì sao mày không ở trên đó, tính về đây dành đất dành đai với vợ chồng tao nữa mày. Dạ dạ thưa anh chị, không có đâu anh chị ơi. Qua đây. Dạ không có anh ơi, anh đừng hiểu lầm em. Em không có về đây mà dành đất dành đai với anh chị đâu. Anh biết rồi, biết dạ, rồi. Dạ tại vì vài hôm nữa là đám giỗ mẹ rồi. Ừ. Em muốn về đây thắp nhang cho mẹ trước khi em đi xa. Đi đâu mày? Dạ em được. Mày làm gì mày đang quài vậy? Bỏ cái đôi guốc này ra liền nha. Đi mà rối cái lỗ tai tôi à. Bỏ thì bỏ chứ mày làm gì tới ghê vậy? Mày nói chồng tao bỏ rồi mày bỏ luôn rồi mày. Đi nghe cách đinh tai quá à. Em dạ, em khỏe không? Dạ em khỏe. Em sắp tới á, em định là lên kinh ứng thí đó. Ứng thí là gì? Em đi thi đó anh. Đi thi hả? Dạ, hôm nay á. Thôi. Em về đây em. Ê, về xin tiền hả? Anh không có tiền đâu. Dạ không phải. Bả giữ hết trơn à. Dạ em không còn tiền đâu. Em về đây thắp nhang cho mẹ. Tại vài hôm nữa là đám giỗ của mẹ rồi. Em cầu xin mẹ để cho em thi đậu, rồi anh chị được mạnh khỏe nữa. Anh biết không, cứ mỗi lần ăn cơm á là em nhớ tới mẹ. Bởi vì chỉ có mẹ mới thương hai anh em mình thôi. Cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Dẫu cho cha mẹ khó khăn, vẫn lo con đủ gối chăn cơm lành. Hát mà mày khóc lên sao? Trời ơi, cái bình thường này nó ca nhạc là mình phải thưởng thức, mình vỗ tay. Mắc mới gì mày khóc vậy hả? Nhớ mẹ. Bây giờ anh đánh mày đó nghe chưa? Anh ơi, vài bữa nữa em lại kinh ứng thí rồi. Anh ở nhà đám giỗ mẹ giùm em nha. Anh biết rồi. Anh nhớ lo cho mẹ giùm em nha anh hai. Biết rồi, mà tiền đâu mà em đi thi hả? Anh hai đừng có lo, có quan cho em tiền rồi. Quan cho em tiền hả? Dạ, quan cho em tiền rồi. Quan coi em như con vậy đó. Năm mấy nay á, em là coi như là vùi mài kinh sử, học cố gắng hết sức của mình, nên quan cho em tiền lai kinh ứng thí. Cho nhiêu vậy? Quan á, đầu tiên á, quan cho em á 100 lượng vàng. Trời ơi, 5 mẫu đất và một ngôi nhà thật là khang trang. Hay quá, hay quá. Nhưng mà em không có nhận. Trời đất ơi, sao không thấy? Trời ơi, cho bao nhiêu đó mà mày không nhận là sao? Trời. Dạ. Ngu quá à. Ai đã bỏ không mà cho mình nhiều vậy? Cho là phải hốt liền chứ, tự nhiên sao không lấy vậy trời? Sao thằng này nó ngu? Lấy bốn cái đôi guốc này nhập một, anh đập một cái cho nó bể đầu. Ngu quá trời ngu. Ngu quá vậy? Không lấy rồi sao? Mà dù quan cho tiền em không lấy, nhưng mà quan có cho em ít đồng bạc lẻ để em lai kinh ứng thí. Trời trời, hốt của đi. Mày đặt đi thi làm gì? Lỡ mày thi rớt thì sao? Thì năm sau em thi nữa. Năm sau mày rớt nữa thì sao? Thì năm sau nữa em thi nữa. Mày rớt nữa thì sao? Thì như trên. Như trên nữa rớt nữa làm sao? Thì như trên nữa. Mấy hoài à, cứ nó thi hoài, nó thi hoài, tới khi nào nó chết thì thôi đó. Trời đất ơi, mày lì vừa thôi à.
Dạ em khổ tâm ghê. Em nhưng mà tự nhiên sao quan tốt như vậy, làm gì mà quan cho tiền rồi để đi thi? Dạ quan thử, quan thử sức em đó, quan coi em có tài thật sự không đó. Quan ra một câu đối thôi, em đối được cái quan cho em thi luôn, quan cho em ít tiền nữa. Đối gì vậy? Bạch mã mau như tuyết, tứ túc cương như thiết, tướng công kỵ bạch mã, bạch mã tẩu như phi. Lại giống gì vậy trời? Cái câu này là cái câu đối của ông Quang, không có cho câu vậy thôi mà đối, mà không cho dữ dội vậy. Có nghĩa là bây giờ á, nếu mà mình thuộc cái câu này mình lên mình đối lại với ổng á là ổng cho mình tiền nhà, với mà cái thằng này nó không có nhận nè, học liền đi thi liền. Thôi tôi học một năm cũng không nhớ nữa. Học liền đi thi liền, đạp nó ra dành cái chỗ này, anh em ruột thịt dòng giống là không thằng này thằng kia được. Trời ơi tôi có cái đầu mà không có cái não má ơi. Bây giờ không có não cũng phải làm sao mà nhập được cái câu thơ đó vô, cái bài thơ đó vô đặng cướp nhà cướp tiền. Nhập không có được. Mày không nhập tao đánh mẹ. Dạy anh nha. Ủa vậy cũng được sao? Hai người dưới kia. Dạ. Đến tìm ta có việc gì không? Dạ bấm quá số em lần đợt lòng đông. Thôi. Nên. Cái gì vậy bà nội? Cái con mụ kia. Ờ đây là huyền đường, chứ không phải là cái gánh hát. Mà hát từ ngáo sò ốc hển, rồi đấm qua tìm lại cuộc đời, rồi phụ lời bài hát người ta tầm bày tầm bà như rửa. Nghe chưa? Dạ. Xin lỗi Quang, mốt không dám vậy nữa. Hai người đi đây có việc gì? Dạ, nói bẩm, nhanh. Dạ bẩm Quang, dạ vợ chồng con nghèo. Nghèo quá trời, nghèo luôn à. Nghèo lắm hả? Dạ. Quay vô chưa? Quay vô rồi, bà chắc chắn quay chưa quay. Nghèo. Dạ, dạ tôi con nghèo. Phải lớn rồi, lớn đi xin ăn như đồ qua. Giờ lớn gì? Nghèo mà lắm mồm, lắm miệng như rửa. Vợ cũng như chồng, chồng cũng như vợ. Ha, nghèo quá mà phải không? Dạ, nghèo. Mà mặt nào mặt nãy sáng láng như rửa. Quần áo thì tướm tất. Sai sai cái chuyện gì? Nói tiếp. Kiếm trong nhà là kiếm cùng hết mới có được bộ đồ này chứ Quang nói. Ủa, sao mà tương gì nữa trời, ông Quang nói sao trời. Vậy là quá nghèo luôn mà tương cái gì trời. Nói tiếp. Nghèo khô muốn tìm ta có việc gì nói. Dạ Quang có cách nào Quang đừng đập ầm ầm ở lông ốc quá à. Để từ từ nói chứ làm gì đập ầm ầm không biết nói gì luôn á. Đập như rửa mà còn chưa lại về hai cái miệng của hai người nữa. Nói làm gì? Dạ từ từ để nhớ chực ra. Từ từ để nhớ chứ trời đất ơi. Cái nói cái nói liền sao nói được. Kiếm ông làm cái gì? Ai biết. Anh kêu tôi tới đây chứ tôi không muốn tới đâu. Kiếm nên làm cái gì đó? Giơ mặt ta phải không? Cái gì mà lĩnh đâu? Dạ từ từ. Dừng lại. Để nghe hai cái đứa này nó muốn gì cái đã. Nói tiếp. Nếu lọt lỗ tai của ta thì ta tha cho. Còn dạ. Nếu không, lính trạng gia nhân của ta sẽ dám vào Đài Loan. Dạ bẩm quan, giờ tụi con nghèo quá, giờ tụi con muốn vươn lên, cho nên ngày nào hai vợ chồng con cũng học con bài, học hoài để mong là sẽ lên. Ứng thí. Lai kinh ứng thí thì dạ. Gọi là lai kinh ứng thí. Một chữ nói còn không xong mà nói hai ba chữ như rửa. Được rồi, muốn lai kinh ứng thí phải không? Dạ. Để làm gì? Dạ, ứng thí để làm quan. Dạ, để làm quan. Làm quan để làm gì? Dạ, để giúp dân giúp nước. Dạ. Làm quan đừng hốt của về cho đại gia đình mình, tụi mày ở không mà giúp dân giúp nước. Mày lo chi xong mày lai. Ghét cái thứ. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thằng chồng thì nói một phách, con vợ thì nói một đường. Quang nghe con này đừng nghe nó. Không có cãi nhau nữa. Bây giờ muốn lai kinh ứng thị phải không? Dạ. Rồi ngồi lại, quỳ lên ngay ngắn thằng thớm. Nghe Quang hỏi. Mỏi quá. Hãy nhìn phía bên tay phải của ta đằng dạ. xa. Có cái gì nói cho ta nghe. Dạ con thấy rồi. Dạ có cái chuồng bò. À. Và bên trong chuồng bò có cái gì? Dạ có con trâu. À, trời đất ơi. Bên trong chuồng bò sao lại có con trâu? Bên trong chuồng bò là phải có con bò chứ sao lại con trâu? Trâu bò là đồng màu đồng chất mà phải không? Đúng rồi. Không nghe nói hả? Được trâu bò. Trâu bò là hai nhà người đó.
Con trâu con bò ăn cái gì? Dạ ăn cháo heo. Cháo heo. Dạ. Hay gì bán? Không một cài nháo đùa giỡn ở nơi đây. Ở đây là huyền đường mà làm như là nhà của các người, muốn nói gì thì nói. Con trâu con bò nó ăn cỏ mà nó còn biết trung thành, nó biết cày sâu cuộc bậm để làm ra hạt lúa để giúp đời. Dạ. Còn hai nhà ngươi, ta thấy có một cái gì đó rất là sai sai. Thôi bỏ cái chuyện trâu bò qua một bên kia. Dạ. Hãy nhìn về bên trái, phía đằng xa, hai ngươi thấy cái gì không? Có bà già đang ngồi tóc bạc trắng. Đúng rồi. Có sống... một bà già tóc bạc trắng. Dạ. Tại vì bà sống lâu năm cho nên bà bị già. Chắc bà thành tinh. Đây tập ba. Ông bà chúng ta thường nói phúc đức kính lão đắc thọ, người già là phải kính trọng, không có người già thì làm sao có người trẻ, không có ông bà cha mẹ thì làm sao có chúng bay. Phàm thường mà nói tầm bay tầm bà như rửa. Ngay ngạn lại, người chồng thằng thơm lên cho ta. Nó thẳng rồi, ta cái thằng này nó đứng cũng như quỳ mà sao quan khó nhiều cái không đáng. Cái con hờ này quỳ ngay nó cứ đại hội dạch mặt thằng chồng vậy hả? Nghe ta nói đây, hãy nhìn về phía bên trái. Nhìn cù bà mà vinh một bài thơ về cù bà cho ta. 30 giây. Trúng tủ. Trời đất ơi, tưởng ai vịnh vịnh là tả về bà đó. Chồng nói đi chồng. Cụ bà mau như tuyết. Biết đó. Tứ chi cứng như thiết. Cứng đó. Tướng công cởi cụ bà. Cụ bà tẩu như phi. Dạ. Hai người đúng là quá đáng lắm mà. Lúc đầu bước vào đây, ta đã thấy mặt nào mặt nấy gian tế, sai sai, giả vờ nghèo khổ. Mặt nào mặt nấy cái chữ ác nó lồ nguyên hình như rửa rồi, mà dám lấy vài thưa mà chế mặt ta. Hai người dám nói thân của ta như thế này mà ta cười lên bà cù già như thế à, thì còn đâu là cái đào đi lắm ơi nữa. Bây đâu? Dạ. Hãy giam chúng nó vào nhà la. Dạ. Vậy là quan thưởng mình một cái nhà, một cái biệt thự tên là Lao. Trời ơi, nhà Lao đó là nhà đá đó. Tại mày xúi tao nè, làm nghề xe ôm ngắm ra cùng á quách, ông nọ bà kia cũng ngồi sao mình đẹp như hoa khôi, cũng ngồi ôm eo ếch, tinh bé tinh na to, nguồn tinh bên lề là anh năm hết kém gì báo chí. Yeah, come on baby yeah, yeah, yeah. Come on yeah. Baby yeah, yeah thôi. Trời đất ơi, chạy xe không lo chạy xe, ngồi đó mà yeah 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 yeah. Baby come on tới gớm. Nè, cho nó vui, nó yêu nè, đời. Kể nghe coi. Gì? Bộ vô mánh sao vui vậy, ngồi đọc rap rồi nữa. Ông thấy tôi ngồi tôi ế chổng gõ rồi hả? Sao vui vậy, ế sao vui dữ vậy? Thì giờ ế quá không biết làm gì, đọc bài bà cho nó vui. Ế vào, quẩn đúng không? Sợ không có làm gì đâu. Tôi sáng giờ cũng chưa mở hàng, không ấy tình thương mến thương đi ủng hộ qua lại. Đó. Đồ quán làm ly cà phê đá mở hàng đi. Chờ tôi thấy giờ đó. Rồi. Được ha. À? Ừ. À, uống gì? Cho ly cà phê đá đi. Có liền. Ừ. Ừ ghi sổ luôn nha. Khỏi đi khỏi đi. Trời đất ơi, tôi chưa mở hàng mà ghi sổ vậy. Bà thấy giờ sáng giờ cũng chở khách nào có mối nào đâu mà có tiền đâu thì tôi ghi rồi tôi trả cho. Trời ơi làm quá tháng. Dẹp đi, tiếng nhiều tiếng hoài như đầy sổ rồi. Gì vậy? Trời, có khách sộp tới rồi tôi đón cái sộp của tôi mới được. Có chăng quên đèn. Chị. Ủa gì kỳ vậy? Ủa chị. Chị sao không vậy? Chị gặp là tìm đúng tôi là đúng chỗ luôn á. Tôi là nổi tiếng ở xe ôm nè. Chạy rất là coi như là an toàn trên xa lộ. Chị đi đâu xa cỡ nào cũng chở chị đi tới hết trơn á. Dạ mời chị. Xin lỗi, tôi đi xe hơi chứ không đi xe ôm. Ồ, chị sốc quá. Ôi vậy chị đi xe hơi chị tới chị hỏi sao không chị? Nó thấy chưa, người ta đại gia người ta đi xe hơi không đâu đi xe ôm đâu. Chị vô quán em ngồi đi chị. Ngồi đây này cho nó mát mẻ. Đó uống miếng nước chú. Lại ngồi uống nước. Mời ổng luôn hả? Tôi trả tiền. Trời ơi, tao trả tiền.
trắng ra. Như là tôi cảm giác tôi giống con cha bao. Cha bao gì? Vô đi tao mời kìa. Đây đây đây, chị ngồi đây, chị ngồi đây. Dạ đem phủi cho em phủi cho. Trời ơi đồ sang trọng quá. Dạ mời chị. Dạ sách sách sách. Dạ. Dạ mời chị. Ngồi đi tao mời kìa. À, chị uống gì chị? Chú uống gì? Gọi trước đi. Nước bưởi ép, nước bưởi ép với là sữa tươi đúng không? Dạ, món ruột của ông em biết mà, khách mối của em. Dạ, chị uống gì ạ? Dạ? Ở đây cái gì cũng bán hết hả? Dạ, cái gì em cũng có hết đó chị, thượng vàng hạ cám có hết. Cho ly trà đá. Dạ. Chị, giỡn vui quá. À, không, không, là bởi vì tôi không quen uống nước ở ngoài đường. À, ở nhà uống nước yến quen rồi. Chị, vậy thôi mình uống cảm giác đi. Em dắt càm tự nhiên. Ở nhà uống vườn. Nước yến quen rồi. Mày đã uống nước yến quen rồi, cảm vậy giác là đi. Cho tôi một ly trà đá. Nhưng chịu khó pha trà mới cho tôi. À, vậy trà đá khó tính tiền quá. Chị, vậy em làm trà đá đặc biệt cho chị nha. Dạ, chị đợi hơi lâu chút nha. Em chạy vô trong nhà phía trong em pha nha. Đợi nha. Dạ bà chị. Chú tên gì? Dạ tôi trước giờ gọi sao ôm thôi, khỏi cần tên chị, sao ôm rồi được rồi. Chị biết tên chị. Còn tôi Linda Lin. Có phải chú làm nghề lái xe ôm đa ôm này được mấy năm rồi đúng không? Dạ sao bà chị biết vậy? Là bởi vì nhà tôi ở khu biệt thự phía bên kia kìa. Mỗi ngày tôi đi làm tôi chạy ngang qua đây, tôi thấy chú lái xe ôm đa ôm cũng được mấy năm rồi, phải không? Chà, chị ơi, sao tự nhiên chị điều nghiên kỹ về gia phả? Dạ, xin lỗi, điều nghiên là gì? Dạ, chị nghiên cứu á. Dạ. Là điều tra nghiên cứu, dạ, là điều nghiên. Dạ, với chị tôi thiệt với chị luôn à. Xe ôm thì tôi lái giỏi lắm, nhưng mà lái máy bay thì tôi chưa có bằng. Không, không, cảm. Tôi hiểu sai ý tôi rồi. Chú cho tôi hỏi thăm, thế một ngày chú chạy xe vậy trung bình chú kiếm được bao nhiêu tiền? Thì cũng bữa đực bữa cái vậy, hên xui. Nhưng mà nếu mà bình quân thì chắc cũng được cỡ trăm, trăm mấy vậy. Dạ đủ sống, chứ khỏi cần phải đi làm bao biết gì đâu. Dạ, không cần. Dạ. Bây giờ một ngày chú chạy khoảng 200 ngàn không? Dạ cũng hên xui chị, dạ. Kể từ ngày mai chú khỏi phải chạy xe ôm đa ôm nữa. Chú... làm việc cho tôi, một ngày tôi sẽ trả cho chú 500 ngàn. 500 ngàn? Nghỉ ngày chủ nhật vẫn trả tiền. Nghỉ ngày chủ nhật vẫn trả tiền? Ủa, làm gì chị? Phục vụ tôi. Bỏ đi, trời ơi chị ơi. Chị nghĩ sao vậy trời ơi? Tôi là không thể nào vậy được đâu. Chị làm gì? Sức khỏe tôi giờ cũng yếu rồi, không được đâu. Chị sẽ nhờ mấy cái thằng trai trẻ đi. Chị coi thường tôi rồi đó. Xin lỗi. Xe hợp đồng chưa ký dẫn xe. Chú à, về mua thuốc ngủ uống 3 ngày không giới tới tôi đâu. Ý tôi nói là phục vụ công việc tôi sắp sửa nhờ chú. Ủa, công việc hả? Chứ không phải trời, làm thiệt đổ mồ hôi với chị luôn á. Chị nói chuyện rõ ràng xíu đi. Rồi chị nói gì đâu mà chị nói từ nãy giờ tôi tưởng là bậy bạ không à. Có nghĩa là như vậy. Sáng ngày mai chú đậu xe ngay chỗ này, chú sẽ thấy từ khu biệt thự nhà tôi sẽ có một chiếc xe lít xịt màu trắng chạy ngang qua đây. Nhiệm vụ của chú là chạy theo chiếc xe đó đến tận công ty, xin xe đó chở chồng tôi đó. Khi mà chồng tôi vào công ty rồi, chú đứng ngoài trước cổng công ty để coi chồng tôi làm gì, ở đâu, đi vào giờ nào, lúc nào, ghi vào sổ rồi chiều báo cáo cho tôi biết. À, giống như tôi là thám tử là Sherlock Holmes vậy đó. Ủa mà xe đó thì bản số xong số mấy vậy chị? Một chiếc xe bản số rất là kiều, nhớ nghe em, 00000. Chị, vậy là xe không có số luôn hả? 5 số 0. 5 con số 0, dạ, bản số đẹp quá trời luôn. Đây, nước đây, nước ép bưởi pha sữa của anh, đặc biệt lắm nghe. Dạ, trà đá đặc biệt đó chị. Cảm ơn, trà đá kiều thôi. Không uống. Ủa sao vậy? Em phải mất công chạy vô nhà pha trà mới chị đó. Tôi vẫn trả tiền. Thôi, dạ. Là tao không uống thôi. Đi vô. Vậy vẫn tính tiền.
quỹ tiền vụ của tôi rồi. Dạ. Cho chú cái điện thoại này, có sẵn sim, nạp tiền vô rồi. Và tôi đã cài cái số điện thoại của tôi. Tôi là Linda Lin. Có chuyện gì search vào Linda Lin, hiện tên tôi lên, gọi về cho tôi. 500 ngàn trong đó tiền điện thoại. Cái điện thoại cho tôi 500 ngàn tiền trong đó nữa. Chú à. Dạ. Cho chú 200 ngàn công nói chuyện với tôi nãy giờ. Cầm đi. Tiền công ngày mai của chú 500 ngàn. Cảm ơn chị. Tính tiền đi cô ơi. Dạ. Dạ chị cho em xin 100. Dạ. Ly bưởi ép sữa này 70 với ly trà đá đặc biệt 30. Dạ cảm ơn chị. Chị hào phóng với sợ. Lụm dao lam kìa đang rớt đó. Dạ. Dạ, dạ. Dạ tại nước đặc biệt mà chị, chứ em đâu có chiếm đâu, chị nói em lụm dao lam. Dạ. Cái dáng đi dễ thương hết sức luôn vậy. Ngồi xuống. Cái gì? Nó nghe nè. Hả? Trời ơi, quen hả? Ôi, quen biết gì đâu. Trời ơi, hình như bà kết ông rồi sao nha. Bà nghĩ sao? Bà đến đi. Nhìn bà nghĩ xấu xấu vậy mà sát gái dễ sợ thôi. Trời ơi, bà sao có cửa với tôi. Trời ơi, ba. Trời ơi, bà nhìn đi. Dù gì đó, bà nhìn đi, bả dù gì cũng là biệt thự nhà cao cửa rộng. Đúng rồi. Tôi là nhà tranh vách lá. Đúng rồi. Sao mà sánh được. Trời. Đúng không? Bích cửa tôi đi. Bảo đúng vậy hả? Ừ. Nói nghe nè, mà như tôi thấy bà đưa cái gì cho mất cái điện thoại đúng không? Đưa tiền nữa. Sao vậy? Mê không hả? Ồ, đồ nào bà ơi, bà nhìn lộn bà ơi. Bà nằm mơ, bà uống thuốc ngủ bà nằm mơ rồi đó. Tôi thấy rõ ràng mà. Ngon nha, nước đặc biệt đó. Ngon. Gì vậy? Hết hồn à? Cái gì mà nó chua lép mà bỏ cái gì nó vậy? Trời đất, ông đang phản ứng chậm dễ sợ luôn á. Uống hết ly rồi mới hỏi hả? Thì bởi vậy. Nước bưởi ép bỏ sữa tươi. Biết sao? Bưởi á tôi mua tôi để 3 tuần nay không có bán được. Cái gì? Béo queo à, tôi ép rồi tôi bỏ thêm sữa tươi vô á. Ngon ha. Bà nghĩ mấy tuần lễ bà mới tôi uống là sao bà nội? Thì đó thì ế quá, uống giùm tôi đi, với lại phải bỏ sữa vô tính tiền nó cao giá. Bởi vậy bà đó bà đưa kêu bà có cái lưỡi làm đúng rồi đó. Lưỡi làm gì? Xong cái này mà bán người ta 70 ngàn bà pha vậy. Ngon muốn chết luôn. Bà bỏ giữa nữa vậy? Sữa tươi. Bưởi héo bỏ sữa tươi. Ngon ha. Mà cái sữa tươi đó tôi cũng mới mua cách đây có 3 tuần à. Cái gì? Ê bán được bỏ vô pha luôn. Bà nãy bà làm gì là chết người ta nghe chưa? Chết dùm chết. Bà làm gì tao tháo người ta rượt người ta chết sao? Được cái gì trời, tôi bán hoài được đâu rượt. Yên tâm đi không sao đâu. Nước của tôi là vệ sinh an toàn thực phẩm. Yên tâm. Ồ. Gì vậy? Gì vậy? Hả? Nè, đừng nói tôi là ông bị rồi nghe. Ê, trời ơi, tôi vô chồng nghe. Cái gì vậy? Đau bụng hả? Có hiệu quả rồi. Đi thẳng. Được không? Trời đất ơi, kịp không? Định giấu tôi hả? Không có dễ đâu cưng. Alo, chị Linh hả? Em từ đâu nè? Chú vào vấn đề chính đi. Dạ. Theo kết quả được những ngày qua, từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu á. Rồi sao? Chú nói nhanh đi, tôi hồi hộp quá à. Dạ, dạ. Dạ, là nói chung là những ngày đó ngày nào ông cũng vô công ty bình thường, rồi không gì đâu hết trơn á chị. Dạ. Ừ, vậy là tốt rồi. Dạ. Chứ như lúc nãy, chú cứ làm cho chị lo à. Dạ, không phải chị, tại lúc nãy có chuyện khác chị. Tin tức nóng hổ luôn. Tự nhiên hồi trưa nay á, một chiếc xe Lexus màu trắng nha, bản sửa số là 00000, lao từ trong tim lao ra giống như sợ ai theo dõi vậy đó, bút đi. Nhưng mà nhờ cái nghiệp vụ coi như là của em, chuyên nghiệp của em nha, em ráng em bán ra được, thì thấy cái xe nó tới một cái chỗ nhà hàng khách sạn rất sang trọng chị, mà đặc biệt là không lên khách sạn nha, chỉ vô nhà hàng thôi đã. Vô nó luôn là không biết làm gì, tôi chịu mới ra được hả chị? Rồi chú có vào coi thử họ làm cái gì không? Chỗ chỗ đó nó sang trọng quá chị, em đâu có tiền đâu em vô. Chú làm tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi nghe. Nhưng rút kinh nghiệm lần sau, nếu họ có vào nữa thì phải theo vào để xem họ làm gì trong đó cho bằng được. Bao nhiêu tiền tôi trả. Dạ 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 em biết rồi. Dạ dạ. Dạ thôi nha, để tiếp tục công việc. Dạ.
Anh Tư. Còn làm gì nữa ở đây vậy? Tôi hỏi ông mới đúng á. Còn làm gì đây vậy? Họ cái chữ vậy? Xe ôm. Chạy xe ôm hả? Ừ. Ủa chứ không phải đổi nghề rồi hả? Đổi nghề gì? Tào lao. Bậy đâu đây? Tôi vô công ty. Vô công ty. Gì? Bà bán hàng ven đường mà vô công ty làm gì? Thì gặp giám đốc. Gặp giám đốc. Ký hợp đồng. Trời ơi, tôi mới nhận một hợp đồng lớn luôn nghe. Giao cà phê mỗi buổi trưa, mỗi lần 12 ly luôn. Ký hợp đồng thiệt mà. Có những gì? Bực quá kể tôi. Tên ký hợp đồng được sao? Nhiều chuyện quá. Lo chạy xe ôm đi. Bà này là ai vậy ta? Mọi hôm bà nhiều chuyện nó nổ mà dứt bà ra không được luôn. Mà hôm nay bà lại lặng cái chuyện gì? Dạ chào cậu. Dạ. Tôi ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi đó. Ồ. Thám tử Tư đúng không? Thám tử Tư Râu. Tôi có sao không? Thôi mà giấu gì nữa mà. Hỏi thiệt nha. Bà xã tôi nhờ ông làm gì vậy? Xã nhờ gì tôi có biết gì đâu bà xã đâu. Anh nhận lầm người đó. Dạ tôi chạy xe ôm. Ấy. Dạ. Nè nhìn đi. Cái phòng tôi đó. Sao? Phòng tôi làm việc cảnh á. Dính dáng tôi đâu. Mỗi lần để tôi nhìn xuống tôi thấy cậu làm tờ báo rồi nè. Cái cặp mắt kiến ngó lên phòng tôi. Thì tôi cho nó lạ. Thôi mà giấu gì nữa mà. Bà nhờ ông theo dõi tôi đúng không? Đúng không? Biết gì đâu. Thôi mà nói thiệt đi. Tôi nói thiệt, tôi sao không biết gì chứ. Vậy nha. Nói nghe nè, một ngày tôi sẽ đưa cậu 1 triệu. Cái gì, cho tôi 1 triệu luôn hả? Ok không? Ok, cho 1 triệu. Thông báo gì cho vợ ăn hả? Nhận chưa? Dạ, tự nhiên nghe cái con cho 1 triệu tự nhiên em muốn nhận liền luôn á. Nhận không? Dạ. Đó. Dạ, nhưng mà em biết là cho em 1 triệu là rồi. Em nhận. Nhưng mà chắc sau 1 triệu nó có một cái điều kiện gì nhỏ nhỏ không anh? Dạ. Đương nhiên, trên đời này không có ai cho tiền mà không có điều kiện hết. Dạ, đúng như vậy. Dạ. Dạ, điều kiện gì anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành cái nhiệm vụ của anh. Dạ. Không. Ủa? Sao anh mới nói cho 1 triệu làm gì cho anh giờ anh kêu không là sao? Đúng rồi. Không, anh mới nói cho 1 triệu sao tiền gì không? Là không. Là sao? Không hiểu. Không hiểu. Không hiểu phải không? Dạ. Có nghĩa vợ tôi hỏi tôi có làm gì không, có đi ăn nhau không? Cậu nói không. Hiểu không? Dạ, tới đây thì em hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ tất cả những gì là nó phải là không. Giống như cái bảng số xe lít sụt con là 5 con số 0 đúng không? 1 triệu đổi 5 con số 0. Quyết định vậy đi. Quyết định. Dạ. Tờ báo anh nó ngộ quá ha. Báo mà có hai con mắt nữa kìa. Là gì nói thiệt nghe coi. Tôi chạy xe ôm. Là nghiệp chính của tôi xe ôm mà. Bà không nhớ hả? Lúc này vẫn chạy xe ôm hả? Chưa đổi nghề hả? Nghề gì? Vẫn chạy xe ôm phải không? Ừ. Thiệt không? Ừ. Có đi không tôi chở? Không. Đi chi? Vậy thôi. Ừ. Làm đơn ha. Tôi đi nha. Là ngon lắm. Sao tụi tôi nói vậy chị? Ở nhà được bao nhiêu tin tức tôi về tôi đưa chị tới đây làm chi? Tại sao chú không trung thực với tôi? Ủa em làm gì không trung thực với chị? Ngày hôm qua chồng tôi đi ăn cơm với một con nhỏ chân dài tới nách. Tại sao chú không báo cáo tôi điều đó? Ủa đâu có. Em không muốn nói láo gì chị chứ em rất trung thực. Ngày hôm qua anh làm quật ở trong công ty nè. Không có ra khỏi công ty luôn á. Chú đừng nói láo.
Tôi thuê chú theo dõi chồng tôi, và tôi cũng đã thuê người theo dõi lại chú. Người ta nói ngày hôm qua chú nói chuyện với chồng tôi, rồi chú đi về nhà chú ngủ, đúng không? Ủa, là đúng rồi chứ gì. Đây, đây là tiền công nửa tháng lương của chú. Kể từ ngày mai, chú không cần phải đi theo dõi chồng tôi nữa. Chuyện đó, tôi sẽ để cho người khác thay thế chú. Đó là bà Tám Chuyện. Đây là nửa tháng lương tiền công của chú. Dạ. Nhưng chú gạt tôi, chú không trung thực với tôi không trả. Chị Linh Linh Linh. Chị Linh Linh Linh. Dạ. Anh gì? Dạ. Tại sao? Sao cậu chơi vậy? Tại sao cậu làm cái gì? Em có làm gì đâu, em đâu có làm gì đâu. Tôi với cậu hợp đồng kỹ quá mà. Tại sao cậu mét vợ tôi đi ăn cơm với người ta? Làm ăn kiểu kỳ vậy? Ủa em đâu có mét ngày nào đâu, em có mét cái gì đâu. Tôi với cậu hợp đồng kỹ rồi, cậu nói. Vợ tôi có hỏi nó tôi trong công ty tôi làm. Tại sao tôi đi ăn cơm với người khác, cậu nói. Em có nói bây giờ, em vẫn nói. Kể từ bây giờ tôi với cậu cắt đứt hợp đồng, không làm ăn nữa. Cái gì cắt liên tục vậy? Tại sao cậu làm ăn vậy? Không, làm ăn không có uy tín làm sao làm được hả? Được rồi, vậy thôi ha. Không. Chào cậu. Dạ không có, anh ở đây, tôi hiểu mọi chuyện rồi. Tôi với cậu không còn gì để nói. Dạ em xin lỗi chị, anh cứ đứng đây đi. Anh đứng đây, anh chờ tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này luôn. Rồi tôi chấm mắt coi cậu. Rồi bà ra đây. Bà ra đây. Lúc đó vậy đó, bước ra đây. Ê, nè, làm gì mà lôi kéo ra cái gì hả? Uống ra, làm gì vậy? Bà hay quá, bà làm tôi không thấy bà núp nữa ra nãy giờ hả? Tôi chưa thấy ai mà rồi núp mà trong một cái bóng cái cây xanh mà áo đỏ như bà hết trơn trời. Chuyên nghiệp quá. Bà ở đó đi. Đây. Bà biết ông này đúng không? Bà đứng ở đó đi. Không biết. Đừng có giả bộ, giả mù sa mưa. Ở đó đi, tôi còn một người nữa. Ai nữa? Bà đợi tôi xíu đi. Tự nhiên kéo tôi ra đây. Đi rồi đó. Ê, alo. Ai? Chị Linh hả? Chị quay lại công ty liền đi. Dạ. Sao? Không chịu quay lại liền đi, bởi vì đây là chuyện quan trọng, nó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của chị luôn. Dạ, cảm ơn chị. Cậu định phá tôi nữa phải không? Dạ không có đâu. Kêu bà trở lại đây làm gì? Không, anh cứ bình tĩnh đi. Dạ, cái tất cả mọi chuyện là sẽ sáng tỏ hết. Sao sáng tỏ được? Dạ, chị tới rồi kìa. Bà đứng đó. Chị. Bà tới đây làm chi? Chị. Nói gì nữa? Dạ, thường thường người ta nói á là ba mặt một lời. Nhưng hôm nay em quyết định phá cái lại đó. Em bốn mặt một lời luôn. Cái gì đó? Mày đặt danh nghĩa đâu ơi, nói gì nói đại đi. Là sao? Đi. Chú nói gì? Nói đi. Còn ông nữa, lát về nhà đi, tôi nói chuyện với ông sau. Được, thì lát bà về nhà đi, tôi cũng nói chuyện bà sau. Còn hai người, lát đi, tôi sẽ nói chuyện với hai người sau. Hay quá ha. Được, nói chuyện sau, mấy người muốn nói sau thì cứ để sau đi. Còn giờ tôi nói chuyện trước luôn nè. Tôi nói thẳng với chị luôn, đúng, vì tham tiền, tôi đã nói dối chị ha. Nhưng mà cái chuyện mà anh Việt nè, không có đi ăn cơm với chân dài vậy chân á, mà anh đi ăn cơm với người chân ngắn. Ngắn sủng như chân ngoài này nè. Ê, hỏi nha. Tự nhiên so sánh cái chân của tôi là sao? Ủa, là sao? Bây giờ tôi nói cho bà biết nè. Tôi không có đi ăn với chân dài tới nách gì hết á. Tôi đi ăn với đối tác của người ta. Người ta là người nước ngoài, không có thời gian rảnh. Cái thời gian ta rảnh là thời gian đặc biệt của tôi. Tôi phải tranh thủ đi ăn với người ta để làm việc. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Dạ, đúng là vậy đó chị. Tại sao mấy người nói láo tôi chi vậy? Tôi thấy sao nói vậy nghe, tôi nói sự thật đó. Thôi, giờ đây còn nói gì nữa? Nó sáng rõ vậy mà còn chối gì nữa? Thì trời đất ơi, tôi phải nói vậy, nó mới hấp dẫn câu chuyện lên, thì bà mới chịu chi tiền chứ. Đó bà thấy chưa? Với lại tôi làm gì cho anh mất việc luôn đó. Đó, bà hiểu tôi chưa? Ôi da, em là con gái mà liệu yếu đào tơ, mà dỗ thì dỗ nhẹ nhẹ thôi. Biết lỗi rồi. Rồi tôi chỉ yêu mình bà thôi, tôi lo làm ăn, mà hiểu không? Chị là hai anh chị là hiểu nhau rồi. Để vui quá à. Hay quá, hay quá. Hôn đi. Vui không, vui không? Dạ, đúng mà. Thôi. Vui quá. Nè, hai người, bây
bây giờ vợ chồng tôi đã hết hiểu lầm với nhau rồi. Dạ. Còn hai người á thì thôi đi, đừng làm điệp viên nhị trùng nữa. Việc của ai, nghề của ai thì nấy làm. Nói chung là trở về đơn vị gốc đi. Đi việc à, về mình. Nhưng mà tôi... Cảm ơn. Tiền rồi tôi... Chị Linh nhanh đi. Ôi, chị Linh. Chị Linh nhanh đi. Ê, ông. Cái gì? Nói vậy là tôi với ông thất nghiệp nữa hả? Tại bà hả? Tại ông á. Tại bà. Tại ông á. Tại bà. Tại ông á. Tại bà. Tại ông.